Chào mừng đến với buổi thuyết trình sơ lược. Đây sẽ là bản tương tác, vậy nên đôi khi bạn sẽ được yêu cầu để nhấp chuột. Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát bằng cách nhấp vào biểu tượng menu này ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy thử xem liệu chúng ta có khả năng tương thích với nhau không, để không tốn bất kỳ giây phút nào. Bạn có biết rằng ngành công nghiệp, cờ bạc và trò chơi trực tuyến trị giá 150 tỷ đô là lớn nhất thế giới không? Tuyệt vời! Và bạn có bao giờ tự hỏi rằng liệu mình có thể kiếm tiền mà không cần dành thời gian và tiền bạc xây dựng công ty của riêng mình? Cảm ơn! Câu cuối cùng, nếu chúng tôi có thể cho các bạn thấy cách để hưởng lợi từ ngành công nghiệp lớn nhất này mà không cần phải đầu tư cho một khoảng thời gian hoặc tiền bạc to lớn, và với một công ty mà bạn có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới với di động của bạn, liệu bạn có hứng thú tìm hiểu hay không? Tuyệt diệu! Chúng tôi vừa ra mắt công ty vài tháng trước thôi, và chúng tôi đã có hơn 2 triệu người có một khoảng thời gian kiếm tiền thực sự vui vẻ rồi đấy, và còn tạo ra thời gian và tự do nữa. Và dựa vào câu trả lời của bạn, có vẻ bạn là người phù hợp đấy. Vì vậy, chúng tôi xin dành 7 phút tiếp theo để sắp xếp mọi thứ ra cho bạn và khiến bạn hào hứng như 2 triệu người kia vậy. Hãy vuốt màn hình và xem chúng tôi đang nói đến công ty nào nhé. Rao đang phát triển như một điều mà cả ngành công nghiệp chưa từng thấy trước đây, bởi vì chúng tôi đánh giá vào thói quen của mọi người thay vì cố gắng thay đổi chúng, và những người liên kết của chúng tôi kiếm được tiền trực tiếp vào di động của họ khi thực hiện. Vậy, câu hỏi nhanh thôi, bạn thích được trả bằng Bitcoin hay đô euro? Dù bạn ở bất kỳ đâu, tiềm năng luôn ở quanh bạn, và công việc luôn rộng mở ngay trong túi của bạn. Hãy xem đoạn phim dài 45 giây này. Chào tất cả các anh chị em. Một nền tảng độc đáo với công nghệ đột phá dễ sử dụng bất kỳ nơi đâu trên thế giới, thích nghi với thị trường toàn cầu, với cao cấp và thời gian thực công nghệ di động, ngành công nghiệp 5 phút, một công nghiệp mọi người sẽ hiểu, siêu dễ để bắt đầu, kết hợp với điều lớn nhất của thế giới, ngành công nghiệp giải trí, trò chơi trực tuyến, kết nối đám đông, mạng lưới trực tiếp thị trực tuyến với trò chơi trực tuyến bằng một cách độc đáo và đầy cải tiến. Mạng lưới liên kết phát triển nhanh nhất thế giới là một bước chậm rãi tuyệt vời. Xin chào trong thu nhập các anh chị em mời nha. Mọi người trong khi tận hưởng trò chơi trực tuyến, chơi thể thao điện tử xã hội trực tuyến, trở thành một người tiên phong. Hãy chọn xem bạn muốn tìm hiểu điều gì tiếp theo nào. Bạn có thể quay lại và xem những thứ khác sau. Nhưng bạn muốn xem điều gì đầu tiên? Tuyệt thôi. Có 4 cột trong kế hoạch đền bù đáng kinh ngạc của Brow. Đầu tiên là thưởng cho liên kết. Chúng tôi xây dựng cấu trúc 2 đội ở Brow. Đội bên trái và đội bên phải. Và thưởng thức liên kết của chúng tôi trao thưởng cho hoạt động theo nhóm. Và bạn có thể thấy binary của chúng tôi có thể trả hơn gấp nhiều lần một binary truyền thống. Cột thứ hai của kế hoạch đền bù là thưởng ghép đôi hoặc thưởng giảm chạy. Khi bạn giúp người khác nhận được thưởng liên kết của họ, bạn sẽ được khoản thưởng ghép đôi là 10% cho đến 5 thế hệ tiếp theo. Tiếp theo là thu nhập thặng dư, điều mà chúng tôi đã nói chi tiết ở một giải thích về cách Rao kiếm tiền. Nhưng để bạn có thể hiểu nhanh về điều này, thì hãy tưởng tượng rằng bạn xây dựng một mạng lưới ở một hoặc chỉ vài quốc gia nhưng vẫn có thu nhập thụ động từ tất cả các quốc gia trên thế giới mà Rao có kinh doanh. Và cuối cùng, nỗi sợ mất mát. Cảm giác có 3.000 đô euro trong túi bạn là như thế nào nhỉ? Wow, bạn có thể cảm nhận được điều đó trong 14 ngày đầu tiên với Rao. Hãy chọn điều mà bạn muốn tìm hiểu tiếp theo hoặc bỏ qua nếu bạn sẵn sàng di chuyển tiếp. Tuyệt, hãy nghe về mẫu kinh doanh của Rao, nhưng hãy biết rằng điều này sẽ làm bạn rất ngạc nhiên đấy. Rao là một chương trình thâu tóm khách hàng với công nghiệp di động và AppFitLogo.com. Một nhánh của Rao sẽ xây dựng thỏa thuận với công ty trò chơi. Hãy nhớ rằng, Rao không phải là một công ty bài bạc hay trò chơi. Chúng tôi chỉ đem khách hàng đến với họ thôi và sẽ được trả lương khi thực hiện điều đó. Chúng tôi đang làm một công việc tốt bởi vì trong vài tháng thôi, chúng tôi đã có được 2 triệu khách hàng. Vì chúng tôi mang khách hàng đến với những công ty trò chơi, chúng tôi sẽ chỉ lợi nhuận với họ theo tỷ lệ 50-50, 50% ở lại với công ty trò chơi và 50% sẽ đến với AppFitGo. Và Rao, tưởng tượng xem, 2 triệu người chi ra 50 đô euro mỗi tháng.
sẽ dâng lên được số tiền lớn đấy. Vậy bạn có nghĩ rằng các công ty trò chơi đang xếp hàng để được làm việc với trâu? Tất nhiên rồi, 100% mọi thứ sẽ được minh bạch bằng công nghệ liên kết và những bản hợp đồng thông minh. Vậy chuyện gì xảy ra với phần của trâu? Họ sẽ giữ lại 20% để điều hành văn phòng, vận hành, mở rộng và duy trì công ty lành mạnh. 40% đến với quyền sở hữu cho người liên kết thụ động và khoản lợi này sẽ trả theo hàng quý. 40% còn lại sẽ dành cho người liên kết chủ động được trả hàng tháng. Đúng vậy, bạn đã nghe đúng đấy. Nếu bạn chủ động và thụ động, bạn có thể tham gia đến 80%. Chúng tôi cũng vừa ra mắt một kế hoạch tương tự với Mr.com cho mạng xã hội và trò chơi di động. Đó cũng là một nhánh của Trao. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là 10 triệu người dùng, mỗi người chi 50, 100, 200 đô euro mỗi tháng. Và chúng tôi không hề thay đổi thói quen của người dùng. Điều này đã đang xảy ra ở khắp thế giới rồi. Chúng tôi chỉ đánh vào với nền tảng Trao mà thôi. Hãy chọn điều muốn tìm hiểu tiếp theo hoặc bỏ qua nếu bạn sẵn sàng đi tiếp. Trao cho bạn mọi thứ bạn cần để điều hành một doanh nghiệp đẳng cấp toàn cầu khắp thế giới ngay từ chiếc điện thoại của bạn, một văn phòng hỗ trợ với việc đào tạo, nguồn tư liệu tiếp thị, theo dõi thu nhập, theo dõi hoạt động nhóm và nhiều hơn thế nữa. Bạn còn có cả cơ hội sử dụng bản thuyết trình tương tác này để phát triển doanh nghiệp của bạn. Một câu hỏi nhanh, hầu hết mọi người được trả hoa hồng thường xuyên như thế nào? Hãy tưởng tượng được trả hoa hồng mỗi ngày, hoặc có thể là nhiều lần mỗi ngày nữa. Với công nghệ mới nhất của chúng tôi, bạn sẽ được thông báo trên điện thoại mỗi lần bạn nhận được tiền, thực sự ngay lúc mà bạn được trả hoa hồng. Hãy chọn điều muốn tìm hiểu tiếp theo hoặc bỏ qua nếu bạn sẵn sàng đi tiếp. Tuyệt! Trước khi chúng ta kết thúc, hãy xem đoạn phim 30 giây này. Tôi đã cho 3 công ty của mình ra mắt công chúng rồi. Đây sẽ là cái thứ tư. Tôi đã khởi nghiệp được 3 chú kỳ lân rồi. Và đây sẽ là cái thứ tư đấy. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những sản phẩm mà bạn cần để đưa bạn đến nơi bạn xứng đáng, nơi bạn mong muốn. Và nếu bạn làm việc một cách cố gắng, kiên trì, tận tâm, đam mê những gì bạn làm, bạn sẽ thành công. Bởi vì đó là cách thế giới này vận hành. Cuộc sống thì không công bằng, nhưng các bạn đều biết rằng chúng ta là người chiến thắng. Chúng ta được sinh ra là người chiến thắng. Đây là công ty phát triển nhanh nhất trong ngành và chúng ta còn chưa thực sự bắt đầu. Các bạn có sẵn sàng cho tương lai của Grow không? Chúng ta sẽ tuân thủ các điều luật. Chúng ta sẽ rõ ràng minh bạch. Chúng ta sẽ cho thấy rằng chúng ta sẽ ở đây mãi mãi. Vậy bây giờ, bạn chắc đã có một khái niệm rõ ràng hơn vì sao sự phát triển của Grow đang phá vỡ mọi kỷ lục ở ngành công nghiệp này. Nhưng còn bạn thì sao? Chúng tôi có 4 cách để tham gia tùy thuộc vào việc bạn mong muốn được làm một phần của ngành công nghiệp 150 tỷ đô này đến mức nào. Hãy xem các lựa chọn và nhấp vào GodX khi bạn sẵn sàng. Titanium 2.499 đô euro, 2.250 BV, giáo dục trực tuyến trị giá 2.499 đô euro, quyền sở hữu 3.500 đô euro, quyền sở hữu được phát miễn phí từ công ty trách nhiệm hữu hạn Trao. Gold 799 đô euro, 720 BV, giáo dục trực tuyến trị giá 799 đô euro, quyền sở hữu 1.000 đô euro, quyền sở hữu được phát miễn phí từ công ty trách nhiệm hữu hạn Trao. Black 2.999 đô euro, 270 BV, giáo dục trực tuyến trị giá 299 đô euro, quyền sở hữu 300 đô euro, quyền sở hữu được phát miễn phí từ công ty trách nhiệm hữu hạn Trao. Quay 99 đô euro, 90 BV, giáo dục trực tuyến trị giá 99 đô euro, quyền sở hữu 100 đô euro, quyền sở hữu được phát miễn phí từ công ty trách nhiệm hữu hạn Trao. Những thay đổi nhỏ trong cuộc sống thường dẫn đến những kết quả to lớn. Vậy câu hỏi duy nhất là khi bạn nhìn lại vài năm trước đây và nói rằng tôi mừng là vì mình đã làm vậy hay tôi ước gì mình đã làm vậy. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với Trao chưa? Tuyệt! Chút nữa thôi, bạn sẽ nhấn nút Get Start trên màn hình và sẽ đưa... Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay. Thì cái buổi này không được báo trước bởi vì là có một cái thông báo đột xuất. Thì Vũ có một số thông tin để mà chia sẻ với các anh chị em. Sau đó Vũ lưu lại cái đoạn clip này rồi Vũ up lên các group ha. Thì lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em một buổi tối an lành, một buổi tối
ấm áp, cũng như là một lát nữa chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon hơn. Ok ha. Thì việc đầu tiên mà Minh Vũ muốn chia sẻ đến với tất cả các anh chị em, đó là cách đây khoảng tầm hơn nửa tiếng thì từ phía công ty họ có ra một chiến lược rất là hay và có những cái điều mới rất là bất ngờ, và có ngày cụ thể trong quá trình mà chúng ta nói trong vòng 3 tháng này. Thì bây giờ Vũ sẽ lướt qua và Vũ nói cho các anh chị em sơ lược nó như thế này. Các anh chị em khi mà mở trong văn phòng của mình á, các anh chị em có thấy rằng là mình thấy nào là Bioner, đúng không? Rồi một cái mục là Afigo, rồi cái mục đó là Mister. Thì Owner Rights là quyền chủ sở hữu. Thì mình có tất cả ba cái thứ này. Được chưa? Như thế nó sẽ sao? Nó sẽ chia ra tới ba mục lận. Thì Rao vừa mới thông báo đó là gì ạ? Ba cái này sẽ gom lại thành một. Đúng không? Nó gọi là Round One Reward. Ok, các anh chị hình dung không? Và cái này nó có một cái bản kế hoạch rất là cụ thể. Một lát nó Vũ sẽ up lên cho các anh chị em. Được chưa? Bây giờ Vũ sẽ diễn giải cho các anh chị em ngày giờ. Ngày giờ và trong cái timeline này. Có nghĩa là cái giờ giấc mà họ sẽ thông báo những cái này và họ thực hiện cái điều này. Đó là ngày 15 tháng 4, công ty sẽ không có phân phối Afigo và Mister trong cái Owner Right. Được chưa? Có nghĩa là từ nay cho tới ngày 15 tháng 4 thì chúng ta vẫn sở hữu, vẫn mua và sở hữu. Nhưng tới ngày 16 tháng 4 cho tới ngày 22 tháng 4 thì tất cả những cái này sẽ convert, có nghĩa rằng là convert về một cái tên thôi, Round One Reward. Được chưa? Một cái một thôi. Các anh chị em hình dung biết không? Ok ha. Và có một cái điều như thế này là ngày 18 tháng 5 thì chính thức là được chia cho những ai đang gọi là cái này là nguồn thu nhập thặng dư lâu dài. Thì chính thức là ngày 18 tháng 5 bắt đầu được chia. Được chưa? Là những ai mà có cấp bậc á thì sao? Trong 18 cái bể á, thì sẽ được chia ha, các anh chị ha. Và ngày 15 tháng 6, ngày 15 tháng 6 thì những ai mà có trong các cái bể, 18 cái bể thì vẫn được chia. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là gì? Đó là Round One Rewards sẽ được chia. Có nghĩa ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị em hai cái ý nghĩa như sau. Có nghĩa là những ai mà đang sở hữu gọi là quyền chủ sở hữu Afigo và Mister, hay mình hay còn gọi là cổ phiếu Afigo và cổ phiếu Mister, được chưa? Thì bây giờ là nó hợp lại thành một là Round One Reward. Ok chưa? Thì ở đây nó sẽ có hai cái phần để mà chia. Nếu mà là cổ tức á thì nó sẽ chia theo quý, được chưa? Và còn á, thu nhập thặng dư á, mà 18 cái bể mà từ trước chúng ta hay nói đó, đó là gì ạ? Sẽ chia đều hàng tháng. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là những ai có công xây dựng cái hệ thống Round One, được chưa? Thì sẽ được chia hàng tháng. Còn những ai mà sở hữu Afigo và Mister thì sẽ chia được hàng quý. Các chị em nắm hiểu ạ? Và họ đưa ra cái ngày tháng để chia cụ thể như sau. Thì hồi nãy Vũ đã nói rồi, thì ngày 18 tháng 5 thì sẽ chia, được chưa? Vậy có nghĩa rằng là cứ mỗi tháng vậy á thì công ty nó sẽ chia. Ok ha. Thì ở đây trên cái lịch này là ngày 15 tháng 6 chính thức sẽ chia cho những ai mà đang sở hữu cổ phiếu Afigo và Mister. Nhưng lúc này nó sẽ thành một cái tên khác, đó nghĩa là Round One Reward. Ok ha. Chúng ta khỏi cần phải nhức đầu nữa, suốt ngày hỏi rằng là ôi ngày nào chia. Cái quan trọng chúng ta cần phải hướng tới đó là gì ạ? Chúng ta xây dựng cái hệ thống này
được chưa? Và chúng ta cầu chúc cho cái hệ thống này của Rao này nó làm sao nó phát triển thành công. Các anh chị em hình dung nhé. Chứ mà bây giờ nó chia có một chút xíu à, cũng không happy đâu, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Khi mà công ty nó lớn, nó lên tới con số mà 10 triệu thành viên, 20 triệu thành viên, 50 triệu thành viên hay 100 triệu thành viên, nó mà chia một cái thôi, ta nói rằng là nó sướng, đúng không? Nó sướng tê người luôn. Đó, thì cái đó mới vui chứ. Còn mà chia được chút á, chẳng qua là gì, chúng ta thấy được rằng là gì, sự việc đó nó đang làm và nó đang tiến triển. Các anh chị em hình dung ý ha. Ok. Và ở đây nó có lịch trình các anh chị. Bây giờ Vũ đọc lại cái lịch trình này ha, để cho các anh chị em hình dung này. Ngày 18 tháng 5 sẽ chia cho những ai có trong cái bể, 18 cái bể tài chính. Ngày 15 tháng 6 sẽ chia cho những ai có trong 18 cái bể. Và những ai đang sở hữu cổ phiếu Afigo và Mister thì đều được chia. Ngày 15 tháng 7 thì sẽ chia cho những ai đang có bể trong 18 cái bể. Ngày 17 tháng 8 thì những ai có trong 18 cái bể thì được chia. Nhưng mà ngày 19 tháng 9, ngày 19 tháng 9 thì những ai có trong 18 cái bể thì được chia. Được chưa? Và những ai đang sở hữu Afigo và Mister thì cũng được chia luôn. Ok chưa? Được chưa? Ok ha. Vậy thì ngày 10 tháng 10 những ai có trong 18 cái bể thì được chia. Đó, rồi cứ thế tiếp tục. Các anh chị em hình dung ý ha. Rồi, bây giờ thì các anh chị em hình dung như thế này, vào ngày 5 tháng 4 tới thì sẽ có một cái sản phẩm ra đời, có nghĩa là Epic One Lotto. Có nghĩa rằng là một chương trình xổ số kiểu Mỹ. Cái này là một trong những sản phẩm online cực kỳ hot các anh chị. Nó hoạt động trên toàn cầu. Và đây là một trong những sản phẩm mới bắt đầu thôi. Còn bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì bắt đầu sẽ có nhiều sản phẩm rất là tuyệt diệu online. Những sản phẩm online rất tuyệt vời sẽ ra mắt. Cứ ra mắt từ từ. Thì các anh chị em biết rằng là trong cái khung mà tháng 8 tới tháng 10 á, thì trong cái khung đó thì công ty Mister sẽ ra mắt. Ok, các anh chị hiểu không ạ? Đây là một cuộc cách mạng mới. Và Mister sẽ ra mắt vào trong khoảng thời gian là tháng 8 tới tháng 10. Trong khung khoảng thời gian đó là họ sẽ ra mắt cái Mister, để cho các anh chị em dễ hình dung. Ok, rồi bây giờ Vũ nhấn mạnh lại một điều để cho các anh chị em dễ nắm bắt ha. Thứ nhất, những ai mà đang sở hữu Afigo và Mister, được chưa? Và những ai tham gia trước đó giống như Vũ á, thì Vũ có là Bioner, đó là một cái tài sản. Thì tất cả những cái này sẽ quy về, coi là converter, về cái gọi là Round One Reward. Có nghĩa rằng sau này chúng ta không còn phải nhức đầu Afigo, Mister gì nữa hết, mà gom vào một chỗ, được chưa? Và khi gom vào một chỗ như thế này thì công ty sẽ chia, được chưa? Thì những ai có trong 18 cái bể thì sao? Thì sẽ được chia hàng tháng. Cái thu nhập này gọi là thu nhập thặng dư dài hạn, được chưa? Còn những ai mà đang sở hữu gọi là Round One Reward, được chưa? Gọi là Afigo và Mister thì sẽ được chia hàng quý. Thì bây giờ đã có ngày cụ thể rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ rất là thoải mái trong cái việc là gì, chia sẻ, được chưa? Thế thì các anh chị em hình dung như thế này, là trước ngày 15 tháng 4 thì những ai mà đang mà bắt đầu mới tham gia thì sẽ bắt đầu được chia các anh chị ha. Còn sau đó tính tiếp, sau đó thì có những cái gì đó thì chúng ta sẽ tính tiếp. Nhưng mà từ nay cho tới ngày 15 tháng 4 thì các anh chị em tranh thủ đi ạ, để mà chúng ta mà đón nhận với Rao, làm sao mà trong những cái thời kỳ này là thời kỳ rất là quan trọng các anh chị. Các anh chị em phải nhớ này, trong giai đoạn này là giai đoạn lịch sử, nó rất là quan trọng, nó tác động và ảnh hưởng toàn thế giới các anh chị. Sự khủng hoảng là toàn thế giới. Nhưng mà các anh chị em có để ý không, khi khủng hoảng thế giới xảy ra, được chưa, những công ty mà kiếm nhiều tiền nhất thì là những công ty liên quan tới 100% online. Nếu các anh chị em để ý, các anh chị em có để ý là trong thời gian này á, là những công ty như mạng xã hội Facebook này, đúng không? Hay là Amazon này, đúng không? Những công ty bán hàng online này
hay những công ty giải trí này, về game, về này, về kia, được chưa? Hoặc là những cái gì mà liên quan tới giải trí trực tuyến, liên quan tới 100% online, là những lĩnh vực đó là những lĩnh vực mà đang kiếm tiền cực kỳ nhiều trong thời kỳ ngày hôm nay. Các anh chị em hình dung ha. Và các anh chị em biết điều gì không ạ? Ở đây có rất là nhiều anh chị em từng nghe tới công ty Amazon. Có bao nhiêu công ty đã phá sản và bao nhiêu công ty phải đứng lại. Mà các anh chị em có biết điều gì xảy ra không ạ? Công ty Amazon là có hơn 800.000 nhân viên trên khắp thế giới. Mà ngày cách đây, trong vòng 3 ngày đổ lại đây, họ phải đưa ra bảng tuyển dụng thêm 100.000 nhân viên các anh chị, để phục vụ các anh chị. Một công ty Internet mà họ phục vụ đến mức mà khủng khiếp như thế. Có nghĩa là họ gần có tới 1 triệu nhân viên trên khắp thế giới. Đó. Nên rằng là ở đây các anh chị hình dung là Rawan là một đơn vị, thôi được chưa? Và đang là tạo ra một cái cuộc làn sóng rất là lớn. Được chưa? Và hiện tại bây giờ đã đạt tới con số là hơn 2 triệu thành viên ở trên khắp thế giới. Ok ha. Và đây là thời kỳ mà là gọi là thời kỳ mà nói chung là nó rất là lớn với Rawan. Thì hy vọng rằng là có những cái sự biến chuyển như thế này, có những cái ngày giờ cụ thể như thế này, thì nó giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong cái việc mà chúng ta chia sẻ. Được chưa? Hy vọng rằng là các anh chị em cần chú ý những cái điều đó. Rồi, những anh chị em nào vô sau thì một lát nữa Vũ sẽ chia, Vũ up lên lại để cho các anh chị em nắm cho nó dễ hơn ha. Rồi, bây giờ Vũ muốn chia sẻ thêm một ý nữa để cho các anh chị em hình dung như thế này. Cách đây 3 ngày thì Vũ đã cho ra mắt một cái đoạn video clip bằng tiếng Việt, rất là dễ để mà chúng ta hình dung ra Rawan, được chưa? Ok ha. Nó chỉ trong vòng khoảng tầm 8 tới 10 phút thôi. Nên rằng là gì? Vũ muốn nói với các anh chị em một điều như thế này nè. Khi mà bây giờ các anh chị em muốn chia sẻ Rawan đến với ai á, các anh chị em chỉ cần gửi đoạn clip đó đi thôi là được rồi. Nhưng mà lưu ý nha, đoạn clip nào trên cái màn hình có chữ myrawan.com á thì các anh chị em hãy gửi đi. Được chưa? Bởi vì trong lúc này có rất là nhiều người không thuộc trong hệ thống của myrawan, họ tẩy xóa cái myrawan đi. Được chưa? Những cái đoạn video clip của chúng ta tạo ra, họ xóa đi và họ gắn vô những cái thứ của họ vô. À, thì các anh chị em lưu ý rằng là chúng ta hãy chia sẻ cho những người bạn của chúng ta, những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta, hoặc là những người tuyến dưới của chúng ta, thì chúng ta nên gửi cái đoạn video clip mà Vũ mới vừa đưa ra cho các anh chị. Được chưa? Để cho những cái người đó mường tượng ra Rawan. Được chưa? Rồi ngành công nghiệp trị giá 150 tỷ đô. Rồi Rawan có cái cơ hội gì, cái cách như nào. Có nghĩa rằng là gì? Như vậy á, nó giúp cho các anh chị em rất là dễ để mà chia sẻ cơ hội cho mọi người. Các anh chị em hình dung ý ạ. Và thêm một ý nữa mà Vũ muốn chia sẻ đó là ngày mai chúng ta sẽ có hệ thống website mới của MyRawan. Nó sẽ giúp cho các anh chị em rất là dễ dàng trong việc rằng là chia sẻ đi cho mọi người. Nhưng mà Vũ muốn nhấn mạnh cho các anh chị em như thế này, đó là hệ thống mới sẽ dành cho những anh chị em nào mà ở cấp độ team 3 sao. Được chưa? Ok ha. Rơi vào cái bể gọi là bể thứ 3 đó, level thứ 3 đó. Thì hy vọng rằng là các anh chị em sẽ báo cho những thành viên, những cái leader của mình để cập nhật, để các anh chị em sẽ có được cái hệ thống website mới trong tuần mới. Ok ha. Và cũng xin thông báo các anh chị em luôn là ngày mai cũng sẽ có một cái slide mới. Được chưa? Sẽ dễ dàng hơn và tiện dụng hơn. Và Vũ cũng muốn nhấn mạnh cho các anh chị em thêm một điều nữa. Qua tuần sau thì Vũ sẽ dành nhiều thời gian hơn và sẽ chia sẻ cho các anh chị. Ví dụ giống như chúng ta sẽ chọn ra một cái giờ nào đó và chúng ta sẽ mời gọi những ai, được chưa, mà muốn nghe cơ hội kinh doanh, thì Vũ sẽ trình bày. Có thể sử dụng Zoom hoặc là có thể live stream. Thì Vũ chuẩn bị sẵn ở một cái khu một cái nơi, xong đó là trình bày bản luôn, từng phần. Có thể rằng là vào buổi chiều chẳng hạn giống như từ 2 giờ cho tới 4 giờ cho vòng 2 tiếng, thay vì là các anh chị em trình bày, đúng không ạ?
các chị em ngồi trình bày, cũng hẹn người ta 2 giờ để trình bày giống như các buổi hội thảo. Thì có thể rằng là trong 2 tiếng đó Vũ sẽ chia sẻ, thì các anh chị em chỉ có việc là gửi đường link đi cho mọi người, được chưa? Hoặc các anh chị em ngồi ở nhà, các anh chị em có nhóm 2-3 người, 5-7 người gì đó, mà tốt nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc đông người, được chưa? Bởi vì trong cái thời kỳ này là thời kỳ rất là quan trọng. Các anh chị em hình dung ha, chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều người trên thế giới đã gặp nhiều vấn đề và có nhiều người đã hy sinh. Nên là các anh chị em phải chú ý trong cái việc bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ tính mạng cho mình. Cái dịch này nó không phải là vấn đề là về sức khỏe các anh chị, mà nó là về vấn đề về tính mạng của chúng ta ha, và tính mạng của những người xung quanh chúng ta. Nên là chúng ta cần phải bảo vệ cho chúng ta tốt nhất. Các anh chị em có họp 5-7 người, các anh chị em ráng làm sao hạn chế sử dụng máy lạnh là một, thứ hai nữa rằng là phòng kín là hai, và cái thứ ba nữa tiếp xúc gần hạn chế. Bây giờ chúng ta chào nhau bằng cách là hai hello vậy thôi, được rồi. Hạn chế bắt tay, hạn chế ngồi máy lạnh, hạn chế ngồi sát với nhau, được chưa? Hạn chế ôm nhau, hạn chế nói chung là rất là nhiều. Thì hy vọng là sau khi chúng ta qua được cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có những sự kiện lớn hơn và giao lưu được nhiều hơn. Ok ha. Qua tuần sau Vũ sẽ bắt đầu trong vòng ví dụ cứ 2 ngày, cách ngày Vũ sẽ trình bày cơ hội kinh doanh cho tất cả mọi người luôn, được chưa? Thì các anh chị em chỉ có việc mở lên cho người ta xem hoặc gửi đường link cho người ta, vô người ta xem từ đầu tới cuối. Vũ sẽ trình bày cơ hội kinh doanh trong vòng 1 tiếng 2 tiếng. Các anh chị em cứ mở tivi lên theo cái live stream đó, các anh chị em cứ thế rằng là cho người ta xem thôi, thì như vậy á rất là dễ để mà sao phát triển. Thay vì chúng ta phải tới một cái buổi hội thảo 5 người, 10 người, 20 người, 50 người, đúng không ạ? Thì bây giờ có thể rằng là trong một buổi live stream như thế này, chúng ta có thể có được 100 người, 200 người, hoặc 500 người, hoặc là có thể nhiều hơn. Được chưa? Ok ha. Thêm một cái nữa, đó là về vấn đề mà Vũ mới vừa cho cái đội thiết kế ra được một cái kiểu áo, đó có thể rằng là không cổ nè, hoặc có cổ. Thì là hệ thống có cái chữ là My Round One, được chưa? Impossible is nothing, được chưa? Thì ở đây á, là thiết kế nhiều màu. Bây giờ Vũ cũng muốn chia sẻ với các anh chị em như thế này, trong lúc này chúng ta cũng không nhất thiết là phải in ra nhiều và chúng ta phải để mà xài đâu. Mà cái có nghĩa là bây giờ Vũ đã chuẩn bị sẵn 7 màu như thế này, được chưa? Để làm gì ạ? Để sau khi qua cái giai đoạn khó khăn này, được không ạ? Thì Vũ sẽ in ra đồng loạt luôn tất cả các màu. Thì khi có những cái buổi sự kiện, được chưa, hoặc là chúng ta có chương trình đi du lịch, được chưa, thì sao, ai thích màu gì, được chưa, thì mặc cái màu đó. Ngày hôm nay người này mặc áo màu đen, ngày mai người này mặc áo màu trắng, mốt rồi mặc áo màu cam, màu tím, màu xanh, màu vàng gì đó. Có nghĩa rằng là gì, không có chơi cái màn là một người một màu. Các anh chị em vô ạ, cái cô nhỏ nhỏ xinh xinh thì sao, mặc áo màu hồng, cái cô kia thì sao, mặc áo màu tím, anh kia mặc áo màu đen, anh kia mặc áo màu đỏ, cô kia mặc áo màu xanh. Ta nói là 7 sắc cầu vồng như thế, nó rất là hấp dẫn các anh chị. Chứ bây giờ mình đừng có làm theo cái kiểu mà từ xưa giờ nhiều người hay làm. Có nghĩa rằng là nhìn vô nguyên một tập thể màu đỏ không, nguyên một tập thể màu vàng, nguyên một tập thể màu đen, nguyên một tập thể màu trắng. Nhìn nó riết nó chán các anh chị. 7 sắc cầu vồng nó mới đẹp các anh chị. Đúng không ạ? Sau cơn mưa thì sao ạ? Sau cơn mưa bão phần lớn sẽ có cầu vồng. Và ở đây là cái giai đoạn chúng ta đang chuẩn bị, được chưa? Bản thiết kế đã xong, file đã xong, thì chúng ta chỉ cần chờ tới cái thời điểm thích hợp nhất. Bây giờ Vũ đang chuẩn bị khao khát lắm các anh chị. Để làm gì? Để tổ chức 3 sự kiện lớn trên 3 miền, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm một cái sự kiện lớn hơn nữa. Bằng đó là gì? Sẽ đi du lịch chẳng hạn, hay là một cái cắm trại gì đó. Ok ha. Đó, nên là gì? Hoặc là ví dụ trong sự kiện Dubai vào cuối năm chẳng hạn, khi mà các anh chị em lên director chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta sao hưng phấn hơn. Ok ha. Bây giờ là một cái chúng ta cần phải lưu ý, đây là cơ hội lớn của chúng ta và chúng ta cần phải tập trung nó. Để làm gì? Để bắt đầu gây dựng trong giai đoạn này. Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta chuẩn bị để làm gì? Để sắp tới khi mà mọi thứ nó sang trang, mọi thứ mà nó tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ sau phát huy tất cả mọi tiềm lực chúng ta đang có. Ok ha. Rồi, đó là một số thông tin Vũ muốn chia sẻ với các anh chị. Thì có những anh chị em vô sau thì sẽ chưa nghe được cái khúc đầu, là cái khúc rất là quan trọng.
được chưa? Thì một lát nữa các anh chị em sẽ nghe lại cái phần đầu. Thì bây giờ Vũ cũng trước khi mà kết lời thì Vũ muốn nhắn gửi các anh chị em như thế này. Việc đầu tiên các anh chị em cần lưu ý đối với những anh chị em nào mà có hệ thống á, thì ngày hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị trước những cái điều như sau. Một, đó là gì? Kiểm tra lại tài khoản của mình KYC chưa? Nếu mà chưa biết KYC, lên YouTube tìm cách những cái đoạn clip hoặc liên hệ với tuyến trên để làm gì? Để lấy cái đoạn clip hướng dẫn KYC, được chưa? Để bảo vệ tài khoản của mình, được chưa? Hoặc là một anh chị em mà có cái nhóm mà tạo bắt buộc giống nhau thì vui lòng đổi lại để làm gì? Để bảo vệ cái tài khoản của mình cho nó chắc chắn, được chưa? Ok ha. Rồi, bên cạnh đó các anh chị em cần phải chuẩn bị những cái chẳng hạn như thế này. Các anh chị em á, khi mà làm á, các anh chị em cần phải có một cái hệ thống website MyRaOne, được chưa? Cũ có hệ phiên bản cũ cũng được, hoặc là ví dụ các anh chị em đạt tới team 3 sao rồi, các anh chị em liên hệ với tuyến trên để ghi lại danh sách để làm gì? Để chuẩn bị có phiên bản mới, được chưa? Và các anh chị em mà chưa, có nghĩa là những anh chị em nào mới bắt đầu đến với RaOne á, thì hãy lên Google, đâu lên trên YouTube á, được chưa? Search vô cái tên là MyRaOne, được chưa? MyRaOne, để làm gì? Ra cái trang YouTube đầy đủ tất cả trong đó, các anh chị em nghe đi nghe lại, được chưa? Ok ha. Vũ cũng khuyên với các anh chị em đã làm hệ thống rồi á, thì thường chúng ta hay như thế này nè. Đôi lúc á, chúng ta mới bắt đầu á, thì chúng ta nghe hết các đoạn clip từ đầu tới cuối, đúng không ạ? Nhưng mà đối với người mới, đôi lúc chúng ta chỉ đưa cho được một vài đoạn clip à. Như thế á, người ta sẽ hỏi đi hỏi lại nhức đầu lắm các anh chị. Mà tốt nhất các anh chị em khuyên những cái người mà mới bắt đầu tham gia đó, anh chị cứ xem hết đoạn clip này, đoạn clip này, đoạn clip này, đoạn clip này, đoạn clip này. Anh chị nghe hết từ đầu tới cuối đi, nghe ngày này qua ngày kia đi. Công việc kinh doanh là công việc lớn, nó không phải là một ngày một buổi các anh chị. Nó phải là sao? Ngày hôm nay học được cái này, mai học cái này, mốt học cái này, chuẩn bị nhiều thứ mà nắm chắc chắn rồi, đúng không? Thông tin mọi thứ nắm bắt hết rồi thì sao? Khi mà chúng ta phát triển công việc nó rất là dễ dàng các anh chị. Ai hỏi cái gì mình cũng hiểu hết. Như thế chúng ta rất là dễ, chứ đừng có vội á, rằng là gì mới làm cái mới nghe cái là lao đi giới thiệu, thì như vậy á nó rất là dễ để mà gọi là gì phản ứng ngược lại, chúng ta không, rất là khó để mà phát triển công việc của chúng ta. Các anh chị em hình dung ý ha. Đó, nên rằng là những anh chị em nào đã làm rồi thì tốt nhất hãy có lời khuyên với những người mới, đó là gì? Anh phải nắm cái này trước, rồi từng bước kỹ hết rồi xong bắt đầu hãy chia sẻ, hãy giới thiệu người ta. Thì như vậy á, nó sẽ giúp cho hệ thống của chúng ta nó không có bị nhiễu, là một. Thứ hai nữa, không có bị vậy là cứ lặp đi lặp lại, cứ trả lời câu hỏi này. Các anh chị em hình dung ý á, 3 tháng này suốt hành hỏi là gì? Chừng nào công ty trả cổ phiếu. Thì hôm nay công ty thông báo thì sao? Tất cả mọi người gần như biết hết. Các anh chị em hình dung ý á, thì đầu tiên công ty sẽ thông báo cho những ai mà đạt được cấp độ này, sao ạ? Sẽ lên webinar để mà nghe. Đó, thì như vậy á, các anh chị em biết không? Cách đây khoảng tầm là 1 tiếng, được chưa? Thì công ty á là có cái phần mà gọi là webinar. Và Vũ cũng nhìn vô trong đó là gì? Những ai mà ở cấp độ 7, cấp độ 8 thì công ty sẽ gửi thư hết và kêu mọi người á là vô cái webinar mở. Mà các anh chị em biết rằng là có tới hơn 7.000 người vô nghe như thế. Các anh chị em biết rằng là nó đông cỡ nào. Mà phải là từ cấp độ 7, cấp độ 8 chứ. Mà không phải ai cũng cùng chung cái thời gian để mà nghe. Vậy mà có hơn 7.000 người online để mà sao? Để nghe là cái thông tin vừa rồi mới ra. Các anh chị em hình dung ạ. Đó là các anh chị em thấy rằng là gì, trên thế giới bây giờ là gì, người ta gần như 100% online, mà RaOne của chúng ta đang rất là tiện lợi trong cái việc là gì, 100% online. Thì đây là một cơ hội, không phải là mới vừa nghe xong cứ thế là chào giới thiệu, đừng như vậy, mà là gì, tập trung vô nắm bắt mọi thứ trước rồi sau đó chia sẻ, rất là dễ, được chưa? Và những anh chị em mà càng mà gọi là xây dựng hệ thống thì sao, tập trung vô cái việc đó là gì, nói với tuyến dưới của mình, nói với người mới của mình, sao nghe cái này đi, được chưa? RaOne là gì, rồi tương lai của RaOne, đúng không? Rồi tích rất là nhiều đoạn clip,
riêng đoạn clip của công ty không thôi á, mà Vũ Dịch á, tới ngày hôm nay á, là gần 20 clip rồi, đúng không ạ? Chưa kể rằng là live stream rất là nhiều nữa. Thì các anh chị em hình dung đi, người ta phải có ít nhất 3 tới 5 ngày, có khi 1 tuần để mà nghe hết. Nhưng mà Vũ đảm bảo một điều rằng là nếu mà ai thực sự mà họ cam kết để mà tìm hiểu cái này và nghiêm túc trong cái việc là gì, nắm bắt mọi thứ, đảm bảo nếu mà họ nghe hết tất tật tật như này thì khi mà họ phát triển viral rất là dễ dàng luôn. Được chưa? Chỉ có những người mà hời hợt thôi là làm không được thôi. Thì sao ạ? Thì có nghĩa là nghe được chút, nghe được chút, nghe được chút. Các anh chị em mình vô ạ. Các anh chị em nên nhớ này, tất cả các diễn giả hay tất cả những người làm hay nói hay đi nữa, trong vòng 2 tiếng họ có thể chia sẻ cả 2 tiếng như vậy, nhưng cuối cùng họ chỉ đúc kết được vài câu thôi. Đúng không ạ? Chẳng hạn giống như Vũ chia sẻ như thế này, đúng không? 1 tiếng tới 2 tiếng, nhưng mà trong đó lâu lâu nó chỗ này nó có ý này hay, chỗ kia nó có ý nào, ý kia hay, mà mình không có nghe, mình cứ nghe lộp chộp chỗ này, mình mất đi những cái khúc hay. Các anh chị em hình dung á. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị em như thế này nè. 12 năm học đại học, 4 rồi 12 năm học lớp 12 đó, từ lớp 1 tới lớp 12, 4 năm học đại học nữa, đúng không ạ? Rồi học nghề, học này học kia, đi la làm rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà chưa chắc đã có thể kiếm được một cái nguồn thu nhập lớn, hoặc chưa chắc là ngày gì mình tìm ra được một cái cơ hội nào đó lớn để có thể thay đổi cuộc đời của mình. Bây giờ có một cái cơ hội lớn trên thế giới rồi, đúng không ạ? Được chưa? Và đã có nhiều người chứng minh được nó rồi. Ok, được chưa? Có nhiều người max out nó rồi, có nhiều người đạt được kết quả rồi. Vậy thì sao ạ? Vậy thì cứ thế mà học, mà cứ thế mà lắng nghe để mà sao ạ? Để mà làm thôi. Đầu tiên phải học trước, đúng không ạ? Thứ hai bắt tay vô làm. Đó, nên rằng là các anh chị em là những người mà đã phát triển hệ thống rồi, hoặc là những người mà mới bắt đầu thì sao? Việc đầu tiên của ngày hôm nay, được chưa? Mở điện thoại ra, sạc điện thoại. Lưu ý là không được vừa sạc vừa xài điện thoại nha các anh chị. Được chưa? Không được có làm điều đó nha. Mà Vũ cũng hay làm lắm, nhưng mà tốt nhất là các anh chị em không nên làm. Được chưa? Bởi vì cái thời gian dài á rất là nguy hiểm trong quá trình mà mình vừa sạc vừa xài. Ok ha. Lưu ý luôn là cái việc là không được vừa nghe clip của Rao, được chưa? Hoặc là live stream của Vũ, hoặc là nhiều cái clip của nhiều anh chị em khác, là gì? Vừa nghe vừa sạc điện thoại. Tuyệt đối đừng làm vậy, lỡ cái có vấn đề gì á là đổi thừa cho Rao đó các anh chị, đổi thừa cho cái hệ thống My Rao One này thì nó mất vui, được chưa? Ok ha, đó là nhiều điều cái tâm tình mà Vũ muốn chia sẻ với các anh chị, và hy vọng rằng là sắp tới đây chúng ta sẽ có nhiều thứ đổi thay hơn. Và bây giờ Vũ cũng xin chia sẻ các anh chị em như thế này, sẽ có những cái mới ra đời, đúng không ạ? Sẽ có những cái bước ngoặt của Rao ra đời, thì sẽ có nhiều thứ mới. Chính vì chỗ đó bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đi ạ, phải xây dựng hệ thống dần đi ạ. Ok ha. Có nhiều anh chị em cứ nói rằng là khó, nhưng thực ra nếu các anh chị em biết cách tập trung, và các anh chị em tập trung chia sẻ cho những người khác thì sao ạ? Cứ anh chị hướng dẫn từng bước thì cái công việc này phát triển rất là dễ các anh chị. Các anh chị em lưu ý này, ngày hôm nay vẫn có tới hơn 300 người tham gia vào cái hệ thống My Rao One. Các anh chị mình vô ạ, đó là chỉ tính riêng ở Việt Nam thôi. Mà ngày hôm nay vẫn có hơn 300. Thì các anh chị em hình dung đi. Đúng không ạ? Mình cứ nói khó, nhưng mà thực ra có rất là nhiều người họ tham gia. Vấn đề câu chuyện của mình là gì? Mình có nghiêm túc hay chưa thôi. Mình có nắm bắt được hay chưa thôi. Được chưa? Công việc của ngày hôm nay tất nhiên nó sẽ khó khăn hơn so với bình thường. Nhưng các anh chị phải nhớ một điều này, ở ngoài kia có tới mấy chục ngàn doanh nghiệp đang phá sản các anh chị. Có biết bao nhiêu công ty, biết bao nhiêu thứ đang bị đứng hết các anh chị. Các anh chị em có biết được rằng là ngay lúc này tất cả các sân bay đã đóng cửa không các anh chị? Các nước là bắt đầu là đóng cửa biên giới hết rồi đó các anh chị. Được chưa? Và bây giờ các biết bao nhiêu nhà máy, công xưởng, biết bao nhiêu thứ đang bị đóng hết các anh chị. Hình dung ý không ạ? Ngay lúc này mà chúng ta không nghiêm túc, không chịu làm thì lúc nào nữa? Các anh chị em hình dung ý không ạ? Trong khi vựa gạo mà lớn nhất Việt Nam mình á, hiện tại bây giờ sao? Đang bị khô hạn các anh chị. Sắp tới không có lúa gạo mà ăn luôn các anh chị. Đừng là nếu mà mình chúng ta mà không nghiêm túc. Các anh chị hình dung ạ? Ngày hôm nay á, là có bao nhiêu nước đang rình rập rồi đó. Đang tìm mọi cách để sao? Thu mua lúa gạo hết rồi đó các anh chị. Nên là chúng ta mà không chuẩn bị á, thì sao ạ?
thì sắp tới đây chúng ta sẽ chứng kiến rất là nhiều thứ. Vũ chia sẻ thực sự là như thế. Nên rằng là đừng có hình dung rằng là gì vì cái dịch đâu, không phải, nó không phải đơn giản là vì cái dịch đâu. Nó là một cuộc, giống như là nó là một cuộc chiến mới các anh chị. Nên rằng là gì, với thời điểm ngày hôm nay chúng ta có được công cụ đó là Internet, chúng ta đang có một cơ hội rất là tốt, được chưa? Nên chúng ta cần phải tập trung để làm gì? Để cần, thứ nhất là bảo vệ được tài sản của chúng ta, được chưa? Thứ nhất là được bảo vệ tài sản của chúng ta. Thứ hai là gì? Chúng ta có thể rằng là gì? Tạo ra nguồn thu nhập. Và cái thứ ba, chúng ta có được một cơ hội để làm gì? Tăng cái giá trị đó lên. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Nên rằng là gì? Ngày hôm nay sẵn đây thì Vũ cũng chia sẻ như vậy thôi, chứ là không có một cái chủ đề nào hết, được chưa? Đó, nên là Vũ muốn chia sẻ để các anh chị em hình dung rằng là ngay lúc này là lúc chúng ta cần phải chuẩn bị các anh chị. Bởi vì sao vậy? Các anh chị em hiểu ý như vậy nè. Đừng có nghĩ rằng là mình ví dụ mình làm rau hay là làm cái này làm cái kia, rồi xong chỗ này kiếm chút, chỗ kia kiếm chút. Có rất là nhiều người á, thời điểm này các anh chị em phải nhớ này, thời điểm này là thời điểm mà người ta sẽ tung ra rất là nhiều thứ, chương trình này chương trình kia. Bởi vì sao? Bởi vì đôi lúc á, các anh chị em hình dung vậy nè, tại sao có những người thất bại á, thất bại cái này xong đúng không ạ, lại thất bại lại. Bởi vì sao? Bởi vì trong thời điểm này là cái thời điểm mà các công ty scam á, hoặc là các cá nhân họ mua những cái phần mềm về, được chưa, vài chục đô hoặc vài trăm đô, họ thiết lập lên cơ hội kiếm tiền, cơ hội kiếm cơ hội này cơ hội kia cơ hội nọ rất là nhiều trên thị trường online. Nếu mà chúng ta không tỉnh á, là chúng ta sẽ cứ lại lặp đi lặp lại, được chưa? Và chúng ta không tập trung vô công việc phát triển của Rao. Một công ty rõ ràng như thế rồi, một công ty nó đang chuẩn chỉ như thế rồi, các anh chị vô ạ, có đầy đủ mọi công cụ rồi mà mình không tập trung. Bây giờ tham gia vào rất là nhiều thứ như thế sao, rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị mất thôi, chúng ta bị lãng quên. Các anh chị em phải lưu ý này, chúng ta làm một lần để thay đổi cuộc đời luôn, chứ không phải là cứ ngày hôm nay kiếm này chút, mai kiếm này chút, mốt kiếm này chút. Nó không có giải quyết được cái vấn đề lớn của chúng ta, đó là gì? Không giúp chúng ta tự do tài chính, không giúp cho chúng ta sang trang được. Cái đó mới là cái vấn đề các anh chị. Các anh chị em hình dung ý không? Các anh chị em phải lưu ý chỗ này nè. Trong cái thị trường khủng hoảng như thế này nè, ai là người tạo ra đám đông đông nhất, ai là người xây dựng ra một cái nền tảng chuẩn nhất, được chưa, và hợp luật nhất thì sao mới có khả năng thành công. Chứ còn bây giờ cứ tạo ra một cái website kiếm tiền chút này chút này chút này, làm sao mà thành công lớn được các anh chị em vô ạ? Đâu có dễ đâu các anh chị. Các anh chị em kiếm thêm 20 đô, 30 đô, 50 đô từ cái trang này, nhưng mà nhiều khi chúng ta kiếm xong nó bèn đi, có lấy được tiền đâu, đúng không? Rồi chưa kể là lúc đó chúng ta còn mất thời gian nữa, chưa kể rằng là gì, chưa kể là những cái người mà theo chúng ta vào một cái công việc nào đó, chúng ta thể hiện là chúng ta leader mà làm hết cái chỗ này, hết chỗ này, ngày hôm nay website này, mai website kia, mốt website nào, hàng trăm website. Các anh chị nhớ, như thế là gì? Như thế nó làm cho mình á, ảnh hưởng cái cục diện chung mà chúng ta không hướng tới được. Có nhiều anh chị em á, cứ theo kiểu rằng là gì? Lỡ nó chết cái này thì còn cái khác. Sai các anh chị, đừng có nghĩ vậy. Không phải vậy đâu các anh chị. Có nhiều người họ nghĩ vậy, nên là làm cái này, làm cái này, làm cái này, làm cái này. Không phải, đừng có làm như thế. Các anh chị em có thể làm một thứ hoặc hai thứ thôi, chứ đừng có làm nhiều quá, nhức đầu, phiền phức lắm. Chứ gì mà một Zalo mà ta nói rằng là vô mà coi ấy, ta nói hết 5-10 sân, không biết tưởng tượng làm sao mà các anh chị em thành công được luôn. Vũ nói thiệt, làm sao mà có thể thành công được. Đấy là sự thật. Các anh chị em cần phải chú ý cái việc đó, được chưa? Hôm trước đã nói rồi, chỉ có giới siêu giàu á, chỉ có những người cực kỳ giàu á, họ mới bỏ trứng vào nhiều rổ. Chỉ có những người mà gọi là gì, mình á hay bị nghe ngược lại, đó là chúng ta chưa có mà chúng ta cứ bỏ vô hết giỏ này giỏ kia, nó không thành công. Các anh chị hình dung ạ? Nên là Vũ chỉ có muốn chia sẻ thông qua cái buổi livestream ngày hôm nay á, thì Vũ muốn nói với các anh chị rằng nên tập trung cái thứ nào đó thôi. Để làm gì? Để cho nó phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất. Còn nếu mà chúng ta làm chưa được, chưa có kết quả, thì bắt đầu chúng ta nghe lại đi. Vũ hỏi các anh chị này,
một cái đoạn clip mà Vũ mới làm ngày cách đây 3 ngày đó, cái đoạn clip mà 8-9 phút đó, đoạn clip mới á, được chưa, mà Vũ mới chia sẻ cho các anh chị á, từ bữa giờ Vũ nghe chắc phải là tầm khoảng tầm mười mấy 20 lần rồi các anh chị. Các anh chị em tưởng tượng đi, có 3 ngày mà Vũ nghe mười mấy tới 20 lần, cứ mở ra là lên xe là mở ra nghe, được chưa? Rồi bao nhiêu cái đoạn clip mà Vũ làm á, nó thật là các anh chị là gì, Vũ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Tại sao vậy các anh chị? Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một bí mật như thế này. Khi mà các anh chị em nghe hết đoạn clip của công ty, được chưa? Các anh chị em được lặp đi lặp lại, nghe được lặp đi lặp lại cái thông tin đó, được chưa? Cái hay đó, cái lời văn đó mà các anh chị em nghe đi nghe lại á, thì lúc này á, nó không còn phải rằng là gì, cái bộ não các anh chị em nhớ nữa, mà nó là rơi vào tiềm thức rồi. Cái lúc này các anh chị em chia sẻ rất là hay. Các anh chị em hình dung yếu mà, các anh chị em phải hình dung à. Còn mà ví dụ chúng ta nghe có lần này, rồi chúng ta bắt đầu đi chia sẻ cho người khác, cái đó hay lắm. Thực ra chúng ta lúc đó giống như vẹt đó, có nghĩa là bắt chước sao ra vậy. Nó không có hay, nó không có tạo ra được cái gì. Ta nói rằng là lúc đó chia sẻ cho những người khách hàng á, nó không có tạo ra được cái cảm xúc. Các anh chị em mình vui á, nên rằng là gì, một cái đoạn clip rất là hay, được chưa? Phải lồng tiếng ra, dịch ra, lồng tiếng ra. Ta nói rằng là tốn bao nhiêu thứ rồi, đúng rồi, mới ra cái đó, đúng rồi. Các anh chị em chỉ việc là nghe đi nghe lại, nắm bắt những cái ý đó đi, thì sao lúc này các anh chị em chia sẻ rất là dễ đó. Các anh chị em hình dung nhá, đó, mình cứ làm như thế, chúng ta nghe đi nghe lại hết đoạn clip này, lúc nào rảnh chúng ta ngồi nghe, lúc nào mà không được thì chúng ta bắt đầu chia sẻ. Và các anh chị em biết, nhớ lưu ý chỗ này nè, ngày hôm nay tất cả mọi người đang ngồi livestream đây đều có điện thoại smartphone hết rồi, nên sao, hãy tận dụng nó để làm gì, để chia sẻ cơ hội rao, được chưa? Tại phải mạnh dạn lên, nhiều người cứ sợ e dè, đúng không? Không dám livestream, không dám chia sẻ, không dám gọi điện thoại, thì làm sao mà xây dựng được hệ thống khách hàng? Các anh chị em hình dung nhé. Ngại, suốt ngày ngại. Các anh chị em để đi, mấy cái đứa mà không ngại á, mà livestream nhiều á, đúng không? Bán hàng nhiều á, mấy đứa kiếm nhiều tiền lắm các anh chị. Các anh chị nhớ, Vũ thì không phải là Vũ ngại, mà là gì? Vũ phải chờ tới đúng thời điểm. Có nghĩa rằng là gì? Vũ biết thời điểm, được chưa? Và chọn cái thời điểm để livestream. Chứ ngày xưa Vũ đâu có livestream nói như thế này đâu. Vũ cứ nói 5-10 năm trước rồi, là gì? Vài bữa tôi sẽ livestream. Nhưng thật ra tới đó Vũ không livestream. Nhưng mà tại sao tới công việc ra rồi này, Vũ cứ livestream hoài như vậy? Tại vì tới cái thời điểm mà cần phải nói, tới cái thời điểm cần phải làm để mà chia sẻ. Thế thì bây giờ Vũ nói với các anh chị nè, ok, bây giờ Vũ hướng dẫn cho các anh chị một ý nha. Tại vì còn thời gian mà, đúng không? Livestream mà, mình có thời gian mình cứ chia sẻ thôi. Ai rảnh thì nghe, còn không rảnh thì cứ sao lo việc khác, còn không là cứ lo ngủ đi, đúng không? Để mai làm việc khác, được chưa? Ok. Thì Vũ muốn nói với các anh chị em cái ý như thế này. Nếu mà các anh chị em xây dựng một công ty đi, các anh chị em có phải làm hết việc không? Các anh chị em phải suy nghĩ cực kỳ thấu đáo, đúng không? Phải rặn cái đầu ra, phải làm sao ta, phải tạo ra cái sản phẩm nào hấp dẫn ta, đúng không? Chứ khơi khơi, bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, làm rau, thứ nhất, không phải mở công ty, không phải mở văn phòng, không phải thiết kế website, không phải có kế toán, không cần phải có thư ký luôn, không phải trả lương luôn, đúng không? Không cần phải nghĩ ra sản phẩm luôn, đúng không? Không phải xin giấy phép luôn. Trời, tất cả mọi thứ họ làm hết rồi, đúng không? Các anh chị chưa? Nhiều khi mở công ty ra mình phải bỏ ra tiền trăm triệu, tiền tỷ. Nhưng mà cuối cùng sao, thu về chưa chắc là đã lời đâu các anh chị, trừ hết chưa chắc đã lời đâu, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay cái cơ hội này nè, bây giờ vừa hỏi các anh chị, ở ngoài kia có bao nhiêu công ty bỏ ra 1 tỷ làm để một tuần kiếm được 20.000 euro? Hỏi sự thật luôn á, hỏi thật luôn á. Các anh chị em đi hỏi tất cả những người bạn của các anh chị đang mở công ty đi, có bao nhiêu người bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ làm trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm kiếm được một tuần 20.000 euro? Các anh chị em tưởng tượng đi, hỏi thử thôi. Vũ đảm bảo các anh chị em sẽ hỏi không ra luôn, hoặc nếu có ra thì le que chỉ được một vài người thôi. Các anh chị em hình dung yếu à? Cái đó vấn đề, mình phải ý thức được rằng là cơ hội nó lớn và đã được chứng minh rồi thì sao ạ? Thì phải mình xác định được mình phải làm như thế nào.
Các anh chị em biết, để mở một công ty ra, các anh chị em để đi, nhiều người nghĩ đơn giản lắm. Thực sự nhiều người nghĩ đơn giản lắm. Là gì? Thôi, giới thiệu ra, làm ra là xong. Không có, phải điều hành đó. Các anh chị em hình như biết. Nên rằng là gì? Nhiều người đến với rau đôi lúc cũng ngây thơ thật. Nhưng mà sao? Nhưng các anh chị em phải hiểu như thế này này. Khi chúng ta tham gia vào rau, được chưa? Mình cứ tưởng tượng là mình đang là một ông chủ đi. Mình đang xây dựng một công ty của mình. Được chưa? Các anh chị em hình dung ý á. Vậy thì sao ạ? Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Vấn đề trước tiên á, bây giờ Vũ hỏi các anh chị đi. Hôm trước Vũ có chia sẻ rồi. Bây giờ các anh chị em muốn kiếm được 20 ngàn tuần không? Hỏi sự thật. Đúng á. Giống như vừa rồi Vũ có nghe cái câu hỏi, câu một cái câu chuyện của cái anh kia anh kể. À, bây giờ đi. Có một người bay từ, bây giờ Vũ nói, à, ví dụ Vũ kêu á, là anh chị á, mà bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, đó, mà Vũ cho 500 ngàn, thì các anh chị em có bay không? Chưa chắc đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu mà Vũ kêu anh chị á, mà bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, mà Vũ cho 1 tỷ, tặng luôn cho anh tỷ, các anh chị em đi không? Đi. Đúng á. Vấn đề là lúc này các anh chị em sẽ động não làm thế nào để làm sao ạ? Để mà đi được từ Sài Gòn ra Hà Nội. Các anh chị em hình dung ý ạ. Không tin các anh chị em tưởng tượng đi. Trong cuộc sống của mình cũng vậy thôi. Nếu mà chỉ cần nghe tới cha mẹ, ông bà mà sắp thừa kế cái gì thôi. Đảm bảo luôn tính tình của các anh chị em sẽ thay đổi. Không tin thử ơi. Tôi hỏi những người khác thôi, chỉ vần vừa nghe tới thừa kế thôi đã đảm bảo ngày mai nó lịch sự đàng hoàng, lễ phép đàng hoàng. Ông hả, ông khỏe không, bà khỏe không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy được cái giá trị của sao ạ, của thừa kế. Không tin thử coi, ngày mai mà bạn nó chỉ cần mà hôm nay mượn tiền thôi, hỏi bạn nó mượn tiền thôi, ngày mai ta nói vui cực kỳ vui luôn, đúng không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy được cái giá trị mà chúng ta đang mong muốn. Đúng không? Tại sao chúng ta thấy một cái người kiếm được 1 tỷ một tháng và chúng ta khao khát điều đó, nhưng chúng ta không biết được là quá trình của cái người đó tạo ra nó. Đúng không? Ok, được chưa? Vậy thì sao? Ngày hôm nay Vũ muốn nói với các anh chị rằng là gì? Cái hành trình đó đang được sao? Hướng dẫn chi tiết rồi. Và rất đơn giản. Tất nhiên mình nghe từ rất đơn giản, nhưng nó thực ra nó không đơn giản. Nhưng nếu chúng ta thực sự nghiêm túc, để sao? Để từng bước, từng bước, từng bước, thì sao? Thì chúng ta vẫn đạt được mà. Các anh chị em hình dung yếu à? Không phải tự dưng có 20 ngàn tuần đâu. Các anh chị hình dung à? Nhưng nếu mà các anh chị em hên, sự thật, nếu các anh chị em biết lựa chọn, các anh chị em biết làm việc với những người khác, các anh chị em biết kết hợp với những người tuyến trên của các anh chị, được chưa? Các anh chị em biết tìm những cái người có khả năng hỗ trợ cho mình, được chưa? Thì sao? Thì các anh chị em rất là dễ để mà làm, rất là dễ để phát huy tài năng của các anh chị, được chưa? Ngày hôm nay chúng ta không biết, chúng ta cứ học. Học cái này, học cái này, học cái này. Các anh chị em để đi. Muốn kiếm 1 tỷ mà đi làm cứ lương tháng cứ 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu mà cứ mở miệng ra ước mơ kiếm được 1 tỷ, kiếm 1 tỷ, kiếm 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ. Mà cái công việc cứ lặp đi lặp lại từng đó, từ sáng tới tối đi về tháng kiếm được 10 triệu. Tối về thì sao? Thì coi phim, ăn xong, chăm con hoặc gia đình hoặc đi chơi, cà phê, cà pháo. Mà lúc nào cũng nói ước gì kiếm được 1 tỷ, ước gì kiếm 1 tỷ, ước gì kiếm 2 tỷ. Nhưng mà những cái hành động của chúng ta, những cái tư duy của chúng ta thì sao? Lại không thực thi được điều đó. Các anh chị nhìn vô ạ. Bây giờ mình cứ hướng tới đi. 20 ngàn tuần. 20 ngàn euro một tuần với rau đi. Có nghĩa là 80 ngàn euro một tháng. Được chưa? Thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Nếu các anh chị em muốn điều đó, thì các anh chị em bước đầu làm cái gì? Bước đầu làm cái gì? Đúng không? Vậy thì các ông chủ, hay là ví dụ các anh chị em mở một cái shop ra đi, hay là mở một cái tiệm tạp hóa ra đi, hay là một cái cửa hàng nào ra đi, thì các anh chị em muốn kiếm được một tháng 100 triệu, 200 triệu thì các anh chị em phải làm gì? Hãy tưởng tượng các cái công việc đó đó, một tháng kiếm 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu một tháng, các anh chị em phải làm gì?
Và bây giờ bên rau phải làm cái gì để có được 80 ngàn một tháng? Thì lúc này các anh chị em mới thấy rằng là gì? Các cái công việc mà đang đi làm bình thường đó, đó, để mà kiếm được 100 triệu một tháng, các anh chị em làm chết luôn. Các anh chị em hiểu ý không? Không phải dễ đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong cái thời kỳ ngày hôm nay, chúng ta đang được một sở hữu được một cái công cụ, được chưa? Được một cái ngành gọi là kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Có nghĩa là gì? Người này tương hỗ với người kia để cùng làm, để cùng thành công. Nó giống như câu chuyện các anh chị nè. Ví dụ Vũ hỏi các anh chị, khi chúng ta tham gia vào hệ thống, chúng ta cùng làm với người tiến trên của chúng ta, cùng làm việc với những người xung quanh chúng ta, được chưa? Chúng ta cần phải nói thẳng với người tiến trên của chúng ta, anh có thực sự cam kết làm việc với rau quanh không? Hay là chỉ mang tôi tới bỏ chợ đây thôi, giới thiệu cho tôi rồi xong dục tôi ở đây? Phải hỏi thẳng như thế luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là kinh doanh, đây là một tương lai. Không phải rằng là gì, giới thiệu xong dục bỏ đi. Nếu mà anh làm như thế, muôn đời sau tôi không bao giờ làm việc với anh. Nói thẳng như thế luôn, được chưa? Rồi dẹp cái ông đây đi, tìm cái ông cao hơn để hợp tác cùng làm việc. Các anh chị em hiểu yêu ạ. Ngày xưa Vũ đã từng bị rồi. Cái bà kia bả giới thiệu Vũ xong, bả quăng Vũ luôn. Đúng ngày đầu tiên vô cái xong bả mất tích luôn. Từ ngày đó cứ tuần nào bà cũng lãnh tiền. Ngày nào cũng lãnh tiền. Ta nói tuần nào cũng lãnh tiền. Khi nào mà bả không thấy lãnh tiền á, bả xuất hiện lên gặp mình. Ủa sao mà tuần này không thấy tiền đâu nữa? Các anh chị em hình vô. Bởi vì cái tuần đó mình không làm. Bởi cái tuần đó mình chán nản quá, mình bực quá. Vì lý do đó mình không làm nữa. Thế là bà không lãnh tiền. Thế bà chạy lên bà hỏi, ủa sao tuần nào tôi cũng lực lãnh, mấy tháng nay tuần nào tôi cũng lãnh, sao mà bây giờ không được lãnh nữa? Các anh chị em hiểu yêu. Thế ở ra không vậy thôi. Không tin thì có nhiều người á, tuần nào cũng lãnh, ví dụ ngày nào cũng có tiền vô, tự dưng mà lỡ mà không có tiền vô thử coi, đảm bảo đi hỏi liền nè, ủa sao bữa nay không thấy tiền đâu nữa. Các chị em hình dung á, nên khi các chị em hợp tác hay làm với ai cũng vậy, thì sao, việc của chúng ta cần phải gì? Nói nghiêm túc luôn, anh có cùng làm với tôi không, có hợp tác với tôi làm không? Nếu mà anh làm không nghiêm túc, tôi nói luôn, từ nay trở về sau tôi cạch mặt anh luôn. Thì sao ạ? Thì như thế nó mới mạnh mẽ được. Cùng nhau hợp tác, cùng nhau thành công mà. Đúng không? Kinh doanh này nhiều khi á, chúng ta cứ ỷ y nể, rất là khó để thành công. Nói sự thật là như thế. Nên chúng ta cần phải kiên quyết. Chúng ta xác định là chúng ta làm để thay đổi cuộc đời chúng ta, thì chúng ta phải mạnh mẽ trong tất cả các quyết định của chúng ta. Được chưa? Hợp tác với người cùng quyết chiến chúng ta, cùng xây dựng. Cái người mà cứ, cái người mà giới thiệu mình, hay là cái người mà, hay là mình giới thiệu người khác mà mình không nghiêm túc với người khác thì sao? Người ta làm cũng chán chứ. Đúng không? Bây giờ mình cứ đặt mục tiêu đi. Bây giờ mình muốn là gì? Một tháng kiếm 1.000 đô hay 2.000 đô? Hay là một tháng kiếm 80.000? Xác định đi. Đúng không? Mình phải đưa ra kế hoạch luôn. Một là mình đưa ra kế hoạch với tuyến dưới của mình. Bây giờ anh muốn làm cái gì? Anh muốn thành công với rau không? Muốn thành công với rau thì làm việc này, việc này, việc này, học này, làm này, này, này. Trong vòng bao nhiêu lâu đó mà anh không đạt được kết quả này thì sao? Nghỉ. Không chơi nữa, đừng có dẹp luôn, bỏ luôn, đi làm thứ khác đi. Còn nếu anh làm được như thế này, tôi sẽ cùng với anh làm như thế này, như thế này, như thế này. Đúng không ạ? Đúng ạ, chúng ta hợp tác với nhau cùng thành công mà. Đúng ạ. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, giữa tuyến trên và tuyến dưới, ngày hôm nay chúng ta cần phải làm gì? Mạnh mẽ hơn. Phải làm sao cho nó chắc ăn hơn. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải xây dựng tương lai của chúng ta. Đúng không? Không lệ thuộc bất kỳ ai hết. Được chưa? Nhưng khi làm là phải có sự hợp tác giữa tuyến dưới và tuyến trên. Ok. Bây giờ Vừa hỏi đi. Đối với cương vị một tuyến trên, ngày hôm nay tuyến trên mà giới thiệu được hai người rồi, thế thì bây giờ Vừa hỏi, giới thiệu người thứ ba rớt ở đâu? Thì có phải là rớt một trong hai bên này không? Đúng không? Vậy thì nếu mà tuyến dưới làm, thế thì nó có rớt xuống dưới đó không? Có. Có phải rằng cả hai bên cùng thắng không? Đúng không? Cứ ông tuyến trên mà giới thiệu hai người xong chờ nó làm, chờ nó cứ làm không, thì sao ạ? Thì hệ thống nó không mạnh. Thì có phải rằng là gì? Hai cái này hợp tác không có mạnh với nhau.
Vậy thì sao? Khi bắt đầu cùng làm thì sao? Phải cùng với nhau, hợp tác, cùng phải sao? Rõ ràng với nhau. Anh làm, tôi cùng với anh làm. Tôi làm, anh cũng được hưởng mà. Anh làm, tôi cũng được hưởng. Thì có phải là mạnh mẽ hơn không? Bây giờ vừa hỏi các anh chị em như thế này nè. Có phải anh tuyến trên và anh tuyến dưới hay anh cùng làm? Đúng không? Anh tuyến trên mà giới thiệu người thứ ba mà gánh cho một bên đi thì có phải là gánh xuống dưới đó đúng không? Đúng không? Rồi sao ạ? Thì có phải rằng là bây giờ vừa hỏi các anh chị này, chúng ta chỉ có hai thị trường, trái và phải thôi. Đúng không? Tuyến trên của mình cùng cam kết làm, tuyến mình cũng cam kết cùng làm. Mà lỡ mà mình lắm, mà dở, mình không chịu cam kết với tuyến dưới của mình, có phải rằng là gì? Là mình á, thất hứa với tuyến dưới của mình không? Mình không có mạnh mẽ với tuyến dưới của mình, mà tuyến dưới của mình mà nó cứ cũng xà niễn, xà nẹo luôn thì sao ạ? Thì có phải là hệ thống nó sẽ đứng không? Hệ thống nó yếu không? Tại vì không cùng nhau làm mà, không cùng nhau hợp tác để phát triển mà. Thì sao? Như vậy nó rất là yếu các anh chị. Các anh chị vô ạ. Thế bây giờ vừa hỏi này, cả tuyến trên và tuyến dưới cùng làm, thì có phải rằng bây giờ ngôi nhà 10 tầng đi, đúng không? Xây một cái ngôi nhà 10 tầng mà tuyến trên và tuyến dưới cùng hợp tác làm, mà tuyến trên gánh cho được một bên thì sao ạ? Thì có phải rằng là cái tòa nhà 10 tầng thì có phải rằng là gì? Tuyến trên đã giúp cho chúng ta còn 5 tầng, có 5 tầng chưa? Có rồi. Chúng ta chỉ còn làm 5 tầng nữa thôi là chúng ta đạt được cái tòa nhà là gì? 10 tầng. Đúng không ạ? Đó là sự thật. Đúng không ạ? Vậy thì tuyến dưới mà làm đi, cùng cam kết với tuyến trên cùng làm, thì có phải rằng là gì? Tuyến dưới càng làm phần còn lại thì sao? Cái tòa nhà nó sẽ xây nhanh hơn. Hai người cùng hợp sức nào làm thì cái tòa nhà được xây nhanh hơn. Mỗi người được hưởng một nửa, nhưng thực ra là gì? Mỗi người làm một nửa nhưng mà hưởng được chung thành quả. Hay không? Hay. Nên rằng là gì? Các anh chị phải nhớ nè, mục tiêu của các anh chị là gì? Mục tiêu của các anh chị muốn kiếm 20 ngàn một tuần thì các anh chị phải cày giống như cái người kiếm được 20 ngàn một tuần. Đúng á. Bây giờ vừa hỏi các anh chị nè, công việc rao phát triển ở Việt Nam là 3 tháng một tuần, được chưa? Và 3 tháng liên tục như thế này là mắc ao hết, là 80 ngàn tháng. Và rất là nhiều người được như thế, đúng không? Ở trên thế giới cũng đầy người như thế. Bây giờ vụ hỏi các anh chị, hỏi sự thật này, vụ hỏi thật sự với các anh chị như thế này nè. Công việc của các anh chị kiếm 20 ngàn tuần với Vũ làm rau cũng giống nhau không? Giống. Đúng không? Vũ với anh chị cũng giống như nhau thôi. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị, Vũ có tới hơn 20 người mắc ao 20 ngàn tuần. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị, 20 người đó, người nào cũng 20.000 và bản thân Vũ cũng 20.000, giống nhau, không có khác gì nhau hết. Nhưng mà ai làm clip, đúng không? Ai livestream, ai chia sẻ, ai làm tất cả mọi thứ này, ai làm cái hệ thống mai rau quanh, đúng không? Nếu mà theo tinh thần mà gọi là ích kỷ thì sao ạ? Nếu mà tinh thần mà không cùng chiến đấu với anh em, mà không cùng phát triển thì sao ạ? Thì tạo ra làm cái gì? Mắc ao rồi đi ngủ đi chứ, 3 tháng mắc ao rồi, đúng không? Bây giờ Vũ hỏi này, một ngày Vũ có tới 300 gói tham gia, tới 500 gói tham gia, có ngày lên tới 1.000 gói tham gia. Nhưng mà để điều kiện max out thì một ngày chỉ cần có 20-30 gói thôi là đủ max out rồi. Vậy có phải rằng là gì? Số dư tới gấp 10 lần, 20 lần đó. Vậy thì phải tại sao phải cứ ngồi phải làm suốt ngày này qua ngày kia? Phải làm hết cái này, làm hết cái kia. Nếu mà một người không nghiêm túc thì sao? Họ nghỉ rồi, max out rồi, cần gì làm gì nữa? Đúng không? Vấn đề câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay đó nè. Khi xây dựng á, khi xây dựng một hệ thống, đó là gì? Thành quả lớn nhất, đó là vui nhất, đó là gì? Đó là giúp cho những cái người bình thường nhất họ có khả năng thành công. Các anh chị em tưởng tượng đi, khi tới một lúc mà các anh chị em mắc ao rồi, các anh chị em không nghĩ tới chuyện vấn đề tiền nữa đâu. Nên tại sao các anh chị em phải nhớ này, khi những người mà họ kiếm được nhiều tiền, họ không nghĩ tới chuyện họ kiếm tiền nữa đâu. Khi họ xây dựng hệ thống xong, cái chuyện họ vẫn tác động vào hệ thống, nhưng lúc này họ phải họ làm những cái thứ khác để làm sao nhiều người tốt đẹp hơn. Cái đó mới là cái yếu tố quan trọng. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Vậy thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè, ngày hôm nay tất cả mọi thứ đã làm sẵn rồi, đúng không? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị, clip giới thiệu công ty có sẵn rồi,
clip này, clip kia, clip nọ, clip này, clip kia, clip nọ, slide này, slide kia. Không có thiếu một thứ gì hết. Các anh chị em chỉ có thiếu một thứ thôi. Đó là gì ạ? Đó là ngồi xuống lắng nghe. Nghe hết tất cả các clip đi. Hiểu tất cả các bài slide đi. Trình bày hết đi, nắm hết mọi thứ. Vô văn phòng, ngày hôm nay mở vô. À, cái menu này nó là cái gì ta? Cái tiếng Anh chữ này là chữ gì ta? Impossible is nothing là gì ta? Đúng không? Account là tiếng Anh là từ account. Thế tiếng Việt nó ý nghĩa là gì ta? Đúng không? Các anh chị em phải nhớ nè. Ngày hôm nay chúng ta làm với Rao là một công ty quốc tế bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Được chưa? Hôm nay chúng ta chưa biết được tiếng Anh. Thì sao? Chúng ta ngồi học đi. Thay vì chúng ta phải đóng vô mấy chục triệu để đi vô trường này, trường kia, khóa học online này, online kia để học tiếng Anh. Ở đây có môi trường tiếng Anh thì học luôn đi, đỡ khỏi tốn tiền. Từ xưa tới nay Vũ chưa bao giờ tốn một xu vô cho cái việc đi học tiếng Anh. Tại sao vậy? Tại vì lên trên Google, đúng không? Đúng không? Chữ này không biết account là gì. Bắt đầu lấy copy chữ này, bỏ vô Google, dịch. Account có nghĩa là tài khoản. Trong Google nó thiết kế rồi. Bấm vô chữ tiếng Anh nó đọc là gì? Account, đúng không? Bấm vô tiếng Việt nó gọi là gì? Tài khoản, đúng không? Thế giới nó đã xây dựng tất cả các công cụ rồi. Vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu ngồi xuống để mà học không thôi. Có nghiêm túc hay không thôi. Các anh chị em nên nhớ này, chúng ta sống có một đời thôi. Không cần phải làm nhiều đâu. Chúng ta chỉ cần làm một lần thôi, chỉ cần một lần chúng ta thành công thôi là xong phim. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Một lần thôi là xong phim. Có phải rằng vừa làm rau, account là gì không biết, downline là gì? Ủa downline là gì? Downline là gì anh? Downline là gì chị? Downline là gì em? Không biết chữ downline đâu. Lấy copy bỏ Google, downline có nghĩa là tuyến dưới. Có phải rằng là gì? Bữa sau ai nói tới chữ downline? À, downline có nghĩa là tuyến dưới. Đúng không? Money là gì? Money không biết đâu. Google dịch. Money là tiền. Có phải là mình học đi học lại cuối cùng sao? Mình nhìn. Từ sau là chúng ta không cần phải translate qua tiếng Việt. Chúng ta nhìn vô tiếng Anh thôi là chúng ta đã biết rồi. Từ từ chúng ta nâng cấp chúng ta lên. Các chị em hiểu ý không? Có phải rằng là gì? Những cái việc cơ bản đó thôi, những cái việc cơ bản đó thôi, nó đã giúp cho chúng ta nâng cao cái khả năng của chúng ta lên. Đúng không? Chúng ta biết thêm tiếng Anh, biết thêm chữ này chữ kia. Có phải rằng là từng ngày chúng ta sẽ giỏi hơn. Và bộ não của chúng ta mà cứ được học đi học lại, gặp đi học lại, hàng ngày mà chúng ta cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thì bộ não của chúng ta sẽ phát triển. Anh chị em nào muốn kiểm tra bộ não á, dễ lắm. Vũ chỉ cho một cách. Các anh chị em thử đi nha. Các anh chị em có để ý không? Ngày xưa mà khi chúng ta học phổ thông á, chúng ta ngày nào chúng ta cũng đọc sách. Nên là khi chúng ta đọc rất là nhanh, chúng ta nhìn mở ra đọc sách, chúng ta đọc rất là nhanh và học thuộc rất là giỏi. Rất là, ta nói là dễ lắm. Một tờ giấy A4, ta nói học thuộc lòng, dễ như chơi. Nhưng mà bây giờ các anh chị em để đi. Khi mà mình bắt đầu là không còn đọc hàng ngày nữa, không đọc báo hàng ngày, không đọc cái này, không đọc sách, đọc kia, các anh chị em có để không? Là khi mà mình có một cái tờ giấy A4, mình đọc rất là chậm. Và khả năng phán đoán từ cũng chậm luôn. Không tin các anh chị. Nên tại sao các anh chị em để không? Những người ngoài chợ, người ta đâu có xài máy tính đâu, nhưng mà người ta bấm máy tính rất là nhanh, người ta tự tính nhẩm rất là nhanh. Nhưng mà mình thì sao? Bây giờ nhiều khi là 5 cộng 20 là bao nhiêu, cũng phải lấy máy tính ra mà cộng nữa các anh chị. Đúng á. Bởi tại sao vậy? Bởi vì bộ não chúng ta không hàng ngày chúng ta tập trung và luyện nó. Nên sao? Nên chúng ta không phát huy được tài năng của chúng ta. Được chưa? Nên rằng là ngày hôm nay chúng ta phải tập dần đi. Được chưa? Phải luyện nó. Luyện bộ não này. Đầu tiên phải luyện mắt này, luyện tai, luyện nghe này. Phải tìm hiểu hết về Rao. Tại vì sao vậy? Mình thấy được là gì? Rao đã tạo ra rất là nhiều người rồi. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải tập trung vô. Đúng không? Bây giờ vừa hỏi các anh chị. Thế thì tại sao các anh chị em đi học quản trị kinh doanh? Tại sao các anh chị em đi học bác sĩ? Tại sao có nhiều người đi học kiến trúc sư?
Đừng có nói rằng là mê nha, mê đó nha. Phần lớn ở Việt Nam chúng ta để đi, đi học vì là gì? Thấy làm bác sĩ kiếm được nhiều tiền rồi mới đi học, đúng không? Nhìn thấy là mấy công an giao thông mới học nhiều tiền nó mới đi học ngành công an, đúng không? Thích quyền lực, đúng không? Rồi tại sao mà thích đi làm ca sĩ, mặc dù hát dở ẹt nhưng mà vẫn đi học? Thích là tại sao vậy? Thích làm ca sĩ được nổi tiếng, được nhiều tiền, đúng không? Nhưng mà các anh chị em để này, những người nào làm đặng đam mê sao ạ? Vấn đề mình chưa phát hiện đam mê của mình, đúng không? Chưa phát hiện tài năng của mình, đúng không? Nếu là Vũ muốn nói với các anh chị rằng là gì? Phải xác định lại mục tiêu của mình, cái ước mơ của mình. Hãy xem thử coi cái công ty đó nó đã tạo ra được bao nhiêu người thành công rồi, đúng chưa? Các anh chị em hiểu không? Đã và đang. Cái câu chuyện này các anh chị em lưu ý này. Đã và đang nó khác nhau nha. Đã trước đó và đang là ngay lúc này, ngay hiện tại nha. Đã là quá khứ và hiện tại bây giờ nha. Thế thì bây giờ Vũ hỏi này, đã tạo ra và đang tạo ra. Thế thì bây giờ có phải là rau đã tạo ra rất là nhiều người max out rồi, và ngay lúc này vẫn đang tạo ra rất nhiều người max out? Thế thì chúng ta chỉ cần làm ngay lúc này và trong thời gian tới chúng ta đều được như thế không? Đúng không ạ? Các anh chị em mình vui á, đã và đang tạo ra mà, rất là nhiều người max out trên toàn thế giới mà, đúng không? Và hiện tại bây giờ rau đang là một sức hút mà. Các anh chị em có để ý không? Khi mà mình làm cái gì cũng vậy, mà nó sao? Nó đang tạo ra một làn sóng, thì sao? Tại sao chúng ta không đi theo làn sóng đó? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị, mười mấy năm trước, thực sự ra khoảng tầm 12, 13 năm trước, cho tới khoảng 15 năm, Vũ chứng kiến có rất là nhiều người nổi tiếng, nhiều người mà gọi là ta ở đây á, tuyên bố một câu là tao không bao giờ xài Facebook hết, ba cái Facebook là mạng xã hội vớ vẩn, không bao giờ xài hết, tuyên bố ngon lành vậy đó. 15 năm trước Vũ đã chứng kiến những người chửi như thế, tao không bao giờ xài trên Facebook hết, thằng nào mà trên đó mà cứ thấy hình tao là chỉ có là gì, lấy hình tao đi lừa đảo thôi, hoặc làm này làm kia thôi, đúng không? Tao không bao giờ xài ba cái mạng xã hội vớ vẩn như thế. Vũ nói với các anh chị như vậy nè, và Vũ theo dõi những cái người mà phát ngôn như thế đó, cuối cùng sao ạ? Cuối cùng 5 năm sau, 10 năm sau, ngày nào mà họ không post bài, không up status trên Facebook á, nói thật các anh chị, họ sống không nổi đâu. Họ lạm dụng luôn cả Facebook luôn. Và bây giờ sự thành công của họ là nhờ Facebook. Các anh chị em hình dung á, bây giờ Vũ hỏi này, ngay cái thời điểm này nè, ngay thời điểm này nè, khủng hoảng như thế này nè, nếu không có Facebook, Vũ xin thưa luôn, cả cái thế giới này sập hết, sập tiệm luôn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó là sự thật như thế mà. Không tin các anh chị em hình dung này, ngày hôm nay mà thử Facebook đóng cửa đi, đừng có nói cả cái thế giới này sập tiệm luôn, chứ đừng nói rằng là gì, là đừng có nói rằng là tao Facebook là mạng xã hội vớ vẩn, vớ vẩn. Ảo chỉ dành cho những người nghĩ tới là ảo thôi. Nhưng mà những ai nghĩ đó là thiệt thì nó là thiệt các anh chị. Đúng không? Thì rau cũng vậy thôi. Rau không phải là công ty game, rau không phải là công ty cờ bạc. Nhưng rau xây dựng một đế chế để làm gì? Để làm gì ạ? Giống như các anh chị em thấy Uber đi, có tạo ra chiếc xe máy nào? Ông có chiếc xe máy nào không? Ông có chiếc xe hơi nào không? Không, không có hãng taxi nào hết. Nhưng ông đang sở hữu là gì? Một hệ thống. Trong đó có hàng triệu chiếc xe hơi đang chạy trên đường. Hàng triệu chiếc xe máy đang chạy trên đường. Đúng quá. Đúng quá. Có rất nhiều cái hệ thống. Mà sao ạ? Họ xây dựng lên. Các anh chị em để đi. Ngay cả Facebook cũng thôi. Họ đâu có tạo ra một sản phẩm gì mấy đâu. Họ đâu có up cái dữ liệu gì lên đâu. Không. Họ xây ra một nền tảng. Và chúng ta ngồi trong, chúng ta đang chơi nè. Chúng ta đang xài live stream với nhau nè. Là nền tảng của Facebook đó các anh chị. Đúng không? Và Facebook có tiền. Có tiền từ đâu? Từ các cái doanh nghiệp quảng cáo. Đúng không? Nhưng mà đâu phải ai cũng quảng cáo đâu. Đâu cũng ai cũng phải xài đâu. Nhưng mà khi họ xài, họ kiếm được tiền. Thì rau cũng vậy thôi. Rau xây dựng lên một cộng đồng. Đâu phải ép tất cả mọi người cùng chơi đâu. Ai thích chơi thì chơi, ai thích xài thì xài. Nhưng thế giới đã chứng minh là gì?
cứ 100 người cầm điện thoại iPhone, cầm điện thoại smartphone, cầm Samsung hay cầm cái gì không biết, nó gọi là cầm điện thoại, đúng không? Có kết nối Internet. Thì sao ạ? Thì cứ 100 người lên Internet mà cầm điện thoại thì sẽ có hơn 50 người sẽ giải trí trực tuyến. Mà đã giải trí trực tuyến thì sao? Thì đã ra tiền, đúng không? Không ra tiền từ cá cược thì ra tiền từ quảng cáo, đúng không? Đó là sống rồi. Bây giờ không xài thì tương lai cũng sẽ xài thôi, đúng không? Nó sự thực đó thôi. Nên là các anh chị em hình dung rằng là gì? Mục tiêu của Rao không phải là có hàng tỷ người, không cần. Hàng tỷ người thì không phải. Hàng tỷ người là mạng xã hội, được chưa? Mà Rao chỉ cần tạo ra 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu người thôi. Rồi từ từ đó khi có 100 triệu rồi, những cái chiến lược này, chiến lược kia nó ra đời thì sao? Thì nó sẽ có nhiều cái tiến triển hơn. Đó là gì? Tương lai. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang làm rất tốt, đúng không? Quá khứ 1 năm tới bây giờ thì nó đã làm rất tốt rồi, nhiều người đạt được rồi, thì bây giờ mình cứ làm bắt chước làm theo thôi là xong, đúng không? Chỉ sợ chúng ta bắt chước không có tốt thôi. Các anh chị em hình dung ạ, chỉ sợ chúng ta không bắt chước tốt thôi. Chứ còn mà nếu mà các anh chị em bắt chước tốt thì các anh chị em cứ thành công bình thường. Ngày hôm nay có nhiều người nói đi đâu cũng thấy Rao quanh. Vũ nói thật nha, những anh chị em nào mà nghĩ mình là leader thì khi đến với Rao không làm được. Sự thật. Tại vì sao vậy? Tại vì leader thì cũng chỉ có từng đó mối quan hệ thôi. Vừa rồi Vũ có một leader tham gia vào hệ thống của Rao, gọi cho 100 người, hết 98 người tham gia Rao rồi. Các anh chị em hình dung này, người đó bây giờ không làm Rao đi nữa, bây giờ họ đi lôi một cái thứ gì khác, họ cũng chỉ gọi lại được 100 người đó thôi. Rồi trong 100 người đó sẽ có những người là gì? Ồ ha, tôi sẽ làm một cái gì đó mới, tôi sẽ đứng đầu của thiên hạ. Ồ, thì sao ạ? Thì ông sẽ lôi được trong 100 người này qua, đúng không? Rồi từ từ build lên, cuối cùng gì cũng chỉ là người cũ thôi, cũng có cái mối quan hệ đó thôi. Các chị em hình dung. Nên các chị em phải hiểu một điều bản chất là như thế này. Đây là một cơ hội lớn. Và ngay lúc này tất cả mọi thứ đã được dọn sẵn. Vấn đề chúng ta biết cách để chia sẻ không thôi, được chưa? Và chúng ta có nghiêm túc để làm hay không thôi. Rồi tuyến trên của chúng ta có nghiêm túc cùng làm hay không thôi. Ok. Thực sự á, Vũ nói thiệt các anh chị, các anh chị em mà lôi ra được cái ông tuyến trên, những người giới thiệu mình á, anh có cam kết làm việc với tôi không? Được chưa? Và cứ như thế, cùng làm như thế thì sao? Cực kỳ mạnh luôn các anh chị. Các anh chị em tuyên bố thẳng luôn, với những người mà giới thiệu mình thì sao ạ? Anh mà không làm á, muôn đời về sau anh mà có làm gì á, dẹp tôi ra đi, anh không có nghiêm túc trong công việc phát triển của tôi, dẹp ra bên. Như thế mới mạnh được các anh chị. Lúc đó các anh chị mới thấy độc lập được cái sự mà gọi là gì, cái sự quyết đoán, cái sự mà gọi là gì, sự mà cam kết của các anh chị. Họ làm cho cái người mà tuyến trên của các anh chị, người tuyến dưới của các anh chị em cũng mạnh mẽ hơn. Như thế mới thành công được, đúng không? Các anh chị em hiểu ý không? Ok ha. Nên rằng là gì, kinh doanh là gì? Kinh doanh này gọi là tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Đôi lúc tuyến trên của chúng ta lật đường, có nghĩa là gì? Chạy tùm lum tùm la, hết sân này sân kia. Nhưng mà nếu chúng ta là một người nghiêm túc, một người mà có quyết đoán thì sao? Một người mà gọi là giống như là cái gì ra cái đó thì sao? Anh lại tới em ngồi này hỏi này, bây giờ anh chạy nhiều sân như thế, anh có kiếm được ra tiền không? Anh có thành công thực sự không? Mang tiếng leader gì mà chạy tùm lum tùm la như thế, thế thì làm sao mà phát triển được hả? Anh giống như con khỉ quá. Nói luôn, anh giống như con khỉ, cứ chạy vô vườn bắp là ta lấy hái hết sạch cả, hết cái đám bắp luôn, nhưng mà cuối cùng chả có cái trái bắp nào hết. Thì sao? Người ta nghe, người ta phải cũng ngại chứ, đúng không? Thì có phải là mình lôi tiếng trên của mình về lại với mình không? Đúng không? Tại vì mình làm mà, mình làm thì ông cũng được hưởng mà, đúng không? Vậy thì tiếng trên của mình á, nói mà thằng này máu à, tiếng dưới mình máu à, thì tiếng dưới mình máu thì mình cũng máu. Có phải rằng là ngày mai ông giới thiệu người thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì ông gắn số cho mình không? Đó, nó là như thế. Nên rằng là gì? Các anh chị em đức tác động với nhau, đúng không? Khi tạo ra một cái hệ thống, khi xây dựng một hệ thống, chúng ta phải tác động với nhau. Đó,
Nên rằng là các anh chị em cần phải chú ý mấy cái thứ này. Bởi vì nếu mà mình không chú ý những cái điều này thì chúng ta sẽ rất là khó trong cái việc phát triển hệ thống. Được chưa? Vũ đã rớt nước mắt rất là nhiều các anh chị. Vũ rớt mắt nước mắt mười mấy năm trời các anh chị khi xây dựng hệ thống. Các anh chị em hiểu ý không? Đã từng rớt rất rất là nhiều nước mắt rồi, với tuyến trên của mình rồi và với tuyến dưới của mình rồi, chứ không phải khơi khơi các anh chị. Các anh chị em hình dung ạ. Và ngày hôm nay á, Vũ nói với các anh chị rằng là gì? Vũ cực kỳ nghiêm túc trong cái việc là gì? Giúp cho mọi người, để có nhiều người đạt được kết quả lớn. Và Vũ cũng khao khát hơn, càng có nhiều người, được chưa? Mặc dù không có nhiều tài chính, không có cái gì hết, nhưng đến với rau mà nghiêm túc thôi, thì sao? Thì cái khả năng thành công rất là cao. Ngày xưa Vũ học bài rất đơn giản thôi. Shut up, listen and do. Có nghĩa là việc đầu tiên là mà im lặng đi. Đúng không? Để mà gì? Để mà học trước đi. Đừng có nói gì hết á. Cứ vô hỏi tùm lum tùm la. Nghe thì chưa chịu nghe. Vũ khuyên với các anh chị em như thế này nè. Các anh chị em đi giới thiệu một ai đó. Có nghĩa là sao? Các anh chị em muốn hợp tác với người đó. Nếu mà các anh chị em hợp tác với người đó, trong quá trình mà các anh chị em hướng dẫn cho người đó, mà cái người đó hỏi nhiều, mà hỏi tùm lum mà, nghe thì không chịu nghe, đưa lớp clip thì không nghe, tao hỏi thôi, trả lời cho tao từng ngày thì tao làm. Suốt ngày cứ hỏi như vậy. Vũ nói với các anh chị em, thực sự những cái người đó nó thật rất là khó làm. Mà dù các anh chị em, người đó mà có tham gia với hệ thống của anh chị, các anh chị em cũng cực kỳ khó để mà hỗ trợ cho họ. Bởi vì cái tính của họ như thế, nó rất là khó. Và sao? Vũ muốn nói với các anh chị này, tốt nhất mình hợp với ai thì mình làm với người đó. Đó là con đường phát triển bền vững nhất. Các anh chị em mình vui á. Mình hợp với ai thì mình làm việc với người đó. Nó sẽ rất là dễ dãi. Khi mà mình vui vẻ, thoải mái, thiếu gì. Ở ngoài kia có hàng trăm triệu người, hàng tỷ người, mình tìm có hai người thôi mà. Gọi là fine tu, có tìm có hai người thôi. Lỡ mà tìm đúng hai người giỏi, cuộc đời mình sang trang, xong. Hai người không giỏi, mình tìm người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy. Thì mình tìm hết ngày này tới ngày nọ. Các anh chị em có để không? Các công ty, các tập đoàn cũng vậy thôi. Họ cũng phải liên tục tuyển người, tuyển người, tuyển người, tuyển người. Chỉ cần tuyển đúng có một người giỏi thôi, hoặc là hai người giỏi thôi, hoặc ba người giỏi thôi, công ty đó thành công ty tỷ đô liền, công ty đó thành công ty triệu đô liền. Đúng quá. Đó sự thực mà. Vũ nói thiệt với các anh chị này, ngay cả hệ thống rau vậy thôi. Bản thân hệ thống rau này cũng vậy thôi. Được xây dựng lên bởi những người là sao? Cực kỳ nghiêm túc. Những người mà gọi là bây giờ director 2 sao. Và có những người director 3 sao. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì từ ban đầu á, họ với Vũ á, rất là dễ thương với nhau. Nói chuyện rất là hợp gu với nhau. Các anh chị em hình dung ý không? Rất là vui vẻ với nhau. Nên làm việc á, đối với những người đó, họ không có phiền hà gì với Vũ hết. Vũ nói thiệt. Đến bây giờ Vũ có rất là nhiều người director. Nhưng mà sao? Họ rất là thoải mái. Và những người này giới thiệu ra những người kia, họ cũng cực kỳ thoải mái luôn. Vũ nói sao? Ngày nào nghe cái clip này, cứ nghe. Là người ta làm đúng y phong pháp như vậy. Thì sao? Họ đạt được rất là nhanh. Các anh chị em hình dung ý không? Tại sao vậy? Mình mong muốn làm giúp cho mọi người thành công mà. Đúng không? Mình đâu có chỉ cho người ta đi làm sai đâu. Mình kêu nên làm cái này đi, nên làm cái kia. Chỉ có những anh chị em nào phá cách thôi. Chỉ có những người nào mà làm mà ta nói là vội vàng á, gọi là gì, lùa á, gọi là lùa vịt á, lùa cho thật nhanh vô, làm cách đó tất nhiên là có doanh số, có tiền đó, nhưng mà để lại hậu quả cực kỳ khó, rất là khó xử các anh chị, rất là khó để mà xử lý. Nên rằng sao, Vũ muốn nói với các anh chị em rằng là gì, cứ từng bước cho những người mới của mình, những người cũ của mình, họ nghe hết cái này, nghe hết cái kia đi, được chưa? Rồi sau khi tổng hợp hết, kêu họ lại, thế thì ra quanh là gì? Tổng hợp lại tất cả mọi thứ, xong bắt đầu là từng bước giải mã hết. Được chưa? Ok ha. Đó gọi là shut up, listen and do. Đầu tiên im trước. Được chưa? Thứ hai là lắng nghe. Và thứ ba là làm. Được chưa? Sau đó bắt đầu chia sẻ từ từ. Từng bước chúng ta sẽ đạt tới thành công. Ok ha. Các chị em hiểu này. Không phải dễ dàng để kiếm được 20.000 euro một tháng đâu. Và cũng không có dễ dàng để kiếm được 20.000 euro một tuần đâu. Các anh chị em hình dung ý không?
Nhưng nếu các anh chị em thực sự cam kết, các anh chị em biết cách làm việc với tuyến trên của mình, với những người mà đã tạo ra được cái hệ thống rồi, những người đạt được director rồi, các anh chị em hỏi họ, được chưa? Các anh chị em hỏi họ, các anh chị em học từng bước, từng bước, từng bước, rồi các anh chị cũng sẽ đạt được thôi. Các anh chị em hình dung biết không? Vấn đề là mình có thực sự nghiêm túc hay không thôi. Mình có thực sự cam kết để cùng làm hay không thôi. Mình có thực sự liên hệ với tuyến trên của mình. Ông có chịu làm không? Ông có làm nghiêm túc với tôi không? Đó, một là ông chịu làm với tôi thì ông làm nha. Không ông á, là ông biến khỏi cái gọi là khuất mắt tôi nha. Dẹp ra nha, tôi làm nha. Ông hưởng cho ông dẹp ra bên nha. Phải lôi ông về. Đầu tiên mình phải tìm cách lôi ông về để cùng làm với mình. Đúng không? Rồi tuyến dưới của mình á, mình phải nghiêm túc. Thì tuyến dưới nó mới nghiêm túc làm với mình. Đúng không? Không biết thì hỏi. Các chị em mình vô. Không biết thì hỏi. Tuyến dưới giỏi hơn mình, vỗ tay với nó, ăn mừng với nó. Có nhiều người trong cái hệ thống này buồn cười lắm. Tuyến dưới mà lỡ mà giỏi hơn mình á, tự nhiên mình ghét nó. Vũ nói thật, có nhiều người lắm. Tuyến dưới mà mình lãnh tiền nhiều hơn mình, cái tự nhiên mình ghét nó. Có nhiều người vậy các anh chị. Các anh chị em lưu ý này, muốn chia sẻ phần này là phần cuối cùng nha. Sau đó chúng ta nghỉ, được chưa? Sẽ ngủ qua. Có nhiều người á, thấy tuyến dưới của mình kiếm được nhiều tiền hơn mình, bắt đầu là tự dưng sinh ra cái ích kỷ. Má, tự dưng nó làm sao mình mà kiếm được nhiều tiền hơn mình, nhục à? Má, mình sẽ, có nghĩa là nhiều người, mày có tuyến dưới á, tự mày chăm đi, tao không chăm nữa đâu. Tại vì là nó làm nhiều hơn mình, nó kiếm được nhiều tiền hơn mình, nó max out thu nhập mà mình chưa max out thu nhập. Cái tự dưng cái mình ghét họ. Các anh chị em phải hiểu này, dẹp cái tính nó qua một bên đi. Lưu ý, tất cả tuyến dưới của mình mà tạo ra, được chưa? Các anh chị em vô không? Họ max out, họ kiếm được thu nhập trước mình, không sao cả. Tất cả những cái đó đều là của mình. Rồi từ từ mình làm phần còn lại thì mình cũng hưởng hết thôi, được chưa? Ai cũng có phần cả, chỉ có là có trước hay có sau thôi. Các anh chị em hình dung miếng ạ. Ai cũng có phần cả, chỉ có trước có sau thôi. Các anh chị em hiểu ý không? Hôm nay tuyến dưới của mình làm kiếm được nhiều tiền là mình phải vỗ tay cho họ. Để làm gì? Họ làm tốt hơn, họ giúp cho những người tuyến dưới đó làm tốt hơn. Và bắt đầu sao ạ? Khi cái hệ thống nó mạnh rồi thì mình tập trung làm bên này. Bắt đầu mình sao? Mình hỗ trợ tiếp. Thì có phải rằng là gì? Cái thu nhập sau này của mình, cái tương lai của mình nó vững chắc hơn không? Đúng không ạ? Thấy tuyến dưới của mình làm tốt, vỗ tay cho họ, chứ đừng có chọt họ. Mà mình mà biết mà mình dở, nhiều người không biết mình dở, cứ thấy miễn là mình là tuyến trên thôi. Vũ nói thiệt, các anh chị em thấy Vũ hay thì các anh chị em cứ nhờ Vũ. Còn nếu các anh chị em mà thấy Vũ mà không hay, các anh chị em giỏi hơn Vũ, các anh chị em cứ làm, được chưa? Anh Vũ ơi, đừng có nói về hệ thống của em. Được, thì Vũ không có được vô. Các anh chị em cứ làm đi, Vũ vẫn cứ chúc mừng. Vũ có gì á, Vũ tạo ra, cứ đưa cho các anh chị. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Có nhiều người á, tuyến trên á, đã dở rồi, vì hên thôi, giới thiệu ra được cái ông giỏi, mà cứ suốt ngày cứ chọt chọt, cứ nằm xuống dưới. Như vậy á, nó làm, nó không có hay các anh chị. Các anh chị em hiểu ý không? Có một cái anh kia trong cái hệ thống, tuyến dưới giỏi cực kỳ, mà ông cứ ở trên này, ông cứ chọt. Mà ta nói rằng là gì? Tuyến dưới có nói, anh chỉ có việc im thôi, là anh đầy tiền. Mà không chịu im các anh chị. Tại sao? Ta là tuyến trên. Lúc nào cũng vậy. Lưu ý, suy nghĩ mục tiêu của mình là gì? 20.000 tuần đúng không? Nghĩ tới đó đi. 80.000 tháng đâu? Nghĩ tới đó đi. Được chưa? Người ta chỉ cho mình làm sao, mình cứ làm vậy đi. Rồi từ từ nó sẽ đạt được thôi. Ok. Đó là mấy phần mà Vũ chia sẻ cho các anh chị. Hy vọng rằng là các anh chị em nhận ra được nhiều thứ. Và chúng ta sẽ cải thiện nó để giúp cho chúng ta có thể đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong cái thời gian tới. Ok đúng không? Rồi một lần nữa, Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có một buổi livestream thật là vui vẻ. Và thêm một cái nữa, một xíu nữa, các anh chị em ngủ ngon hơn. Và hy vọng rằng là ngày mai chúng ta sẽ được nghe nhiều tin tức tốt hơn để giúp cho nhiều người trên thế giới có lại cuộc sống bình thường và có những cái sự chuyển biến tốt đẹp hơn. Và giúp cho nhiều người có niềm hy vọng hơn. Các anh chị ha. Rồi cầu chúc cho thế giới sớm có được vaccine. Và có nhiều người tai qua nạn khỏi trong cái cơn đại dịch này. Rồi chúc tất cả các anh chị em sớm đạt được kết quả mà mình mong muốn. Cùng với Rao One.
cùng với Myra White. Ok, bye bye, chúc tất cả các anh chị em thật ngủ thật ngon.